khỏe phun lâu chưa? Đâu, phun lâu ở đâu? Anh kéo xuống. Kéo toàn xuống 2 mẹ. Thôi. Toàn 2 á, ui, giảm phun xuống 2 lâu mẹ đi ông luôn. ơi. Cái gì? Vãi cả lên, giảm hết xuống lâu đi. Giảm hết xuống lâu hình ảnh nó xấu đi à? Anh đang stream mà, anh phải chịu thôi. Nhưng mà mọi người xem có bị lag đâu đúng không? Thôi đéo đéo cần đâu. Ok không anh có ảnh hưởng vào. đến anh. À, bây giờ làm sao mời được thằng 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 Hunter sang đây nhở? Anh Mời mọi người này. Đây, để anh thử 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 đây thử mời nó sang đây xem nào. Anh gửi link cho nó đã. Đéo biết dùng cái Discord này nhở? Đây, vào đây. Zoom stream. Anh em mình xuống đây cho ông ấy dễ nhìn này. Tao tí kéo trên kia. Đâu vào đâu anh bảo vào Zoom stream rồi. Đâu vào Arena 2 này. À Anh Arena copy 2. ngay bên cạnh ấy. Giờ làm sao kéo được nó vào đây luôn được đúng không nhỉ? Tạo lời Tất mời. nhiên vào chứ. À, Hunter là gì nhỉ? Thằng Hunter cái Discord của nó là gì ta? Nào để xem Hunter xem thi đấu có khác biệt không. Ôi mẹ lắc quá. Làm sao để mời được nó vào ta? Đấy, anh có thấy cái bên cạnh chữ Arena 2 có một cái hình biểu tượng dấu cộng không? Ừ. Đó, anh bấm Ấn vào vào đấy. này. Rồi bấm sao chép hoặc là gửi thẳng luôn cho bạn cho cái ông đấy. Anh gửi Bấm cho vào chữ mời đi. nó ra cái link Discord gạch gg thôi. Alo alo. Discord.gg Đây thôi. à? Alo. À, hai ông đánh không? Bọn tôi đủ người đâu, đang chờ người rồi. À ok. Ok. Đây. Đây để em gửi link cho anh này, bấm vào nút sao Đây chép rồi, được anh ấy rồi, anh gửi cho nó cái link rồi, giờ nó mới ra cái link đầy đủ. không? Ok. Thôi chào thằng Nam nhá. À chơi coi đã à đấy, mẹ thằng Khang Đét này luyên thác luyên thuyền rồi, vì béo đọc được mẹ rồi. Mẹ thằng này toàn luyên thuyền rồi. À bây giờ phải phải cộng Ngọc đó. Anh chơi còn gì? Anh con đéo nào anh cũng dùng bảng ngọc ấy thôi, bảng ngọc thể lực thôi. Ở dưới thì Anh để không ngọc chơi lắc. Kurumin à? Con đấy giờ lại phải cày lên kỹ năng lâu lắm. Để anh xem nào, xem nhiệm vụ của Kurumi à. À được, để trận này anh đánh Kurumi đâu. Thuần búp. Phế lắm, Kurumi bây giờ anh thấy nó phế lắm. Đây này, như Hunter đây này. Đâu? Alo, Em... alo, À, không, rồi, không đây phải rồi. mày. Sang sang Phòng này mày server. Proto Talk à? Đâu? Do mày để đấy chứ. Do mày bình thường mà. Đúng rồi, bình thường mà. À, ông này chưa có role để set cho cái role biết là được chưa? Để cho cái Đây, đại gia. cây Đây OEL. rồi. Nhung đại gia mà. Dạ, Sang alo, sang alo, sang rồi. server này chưa? Qua xia đúng không anh? À. Ok, em qua xia rồi. Rồi anh mời đấy. Rồi. Hôm nay có thằng Khang Đết nó Ô, thì gánh cảm ơn anh người em mình. nữ. Đấy, đánh gần bằng anh ấy. Em á, à, em mới chơi đó. Sao đánh gần bằng anh được? Không bảo thằng Khang Đết cơ, Khang Đết đánh gần bằng anh, À, còn nó gánh à. anh em mình. Đây Hunter vào rồi anh em ạ. Con gì mặt khỉ cơ Khang Đết? Quên mẹ quả mặt khỉ giống tôm không vậy? Tiên hai. Bọn nó chỉnh chỉnh nhân vật được Cho mà. nó xe lên mạng đầy luôn. Nhiều lắm. À, Nhưng mà toàn tức mặt. là tức là tức là lấy cái mặt từ ảnh đúng không? Đúng rồi. Top Ờ, 1 như 2 hay phết loét nhỉ. nó làm. Vì béo nhớ nhá. Vì béo Hay sao phết. giải anh em mình top 1 2 loét. Ui. Được anh ơi. Chiến luôn đúng không? 200 là 200 triệu à? Chuyển luôn. Riêng vì Cảm ơn Bích béo Như. thì nó chỉ có Không.
Không, chơi, không, chơi không chơi lấy đô thôi. Không không lấy tiền mặt chị Vi ơi, bọn em lấy bitcoin. Lấy coin, lấy coin. Ừ lấy coin. 200 bitcoin. Đại lực cướp tay. Ok Long Nguyễn này. Rồi bắt đầu đây Kháng Nết. Vừa nãy lúc để anh ấy đi tìm cái cam luôn. Nó nhảy linh tinh em ạ. Cái gì? Chỉnh cam của gì? À, số 1 là cam cố định do người chơi tự quay. Số 2 là dần dần nó mới quen tay ấy. Cái số 2 là anh cũng là cam cố định vào người chơi nhưng mà anh có thể xoay được đúng không? Quay ngang quay dọc đúng rồi. Còn cái 3 là free cam. Đây follow mày. Cho thằng Kháng Nết chọn vị trí. Đây. Setter quên nhầm. Hunter sinh ra bao nhiêu nhỉ? Tôi 95. Bằng tuổi đúng không? 95 ngang. Em cũng tầm đấy. Em chỉ 6. Như. Ông chơi cái gì? Tôi chơi con đấy cái con mà bão cát ấy. Đấy bão tập okay. Chơi một con cho quen đã, tập chơi một con cho quen. Xong rồi sau tập chơi những con khác. Hunter nó mới tập chơi. Em cũng mới tập chơi, em sao bằng anh được? Mày nhưng mà mày tập chơi lâu như thế mà mày vẫn kém. Em chỉ giết được mỗi cái ông hot hồi nãy. Mày hồi không có nãy tổ chức. Em đá stream với nhá. Mày đá rồi stream rõ ràng cái khu vực đấy là đéo có ai vào nữa. Em pick từ đầu rồi, xong rồi em biết là anh hay nhảy đấy thì em pick vào đấy. Đấy thế là đấy em à mày. Gần đấy luôn. Mày đá rồi stream, mày thấy tao nhảy đấy mày nhảy. Ủa sao? Chưa vào nhỉ. Ok Long Nguyễn ơi. Ok. Đang lót à? Ờ trận là đầu tiên. Mình đang lốt rồi. À đấy. Hunter nó vào trận đầu tiên mà. Ông cài game ổ gì đấy? Ơ cái quái gì đấy, sao lại bị block cái gì này, đít rồi. Chắc chưa cài SSD rồi. Ông cài ổ HDD à? Không, cái máy của em dạo ở đây là nó hay bị cái Defender ấy. Nó block cái phần mềm ấy. À. Tức là block tức là anh đang vào game nhá. Nó phải cho phép anh là chạy cái con game đấy. Ờ. À. Em khéo là em phải cài lại Wii mất. Không kéo thế thật đấy, tại vì cái trò này trận đầu tiên mày vào nó đã lag mẹ rồi. Mà còn gặp kiểu mấy cái... Không, nhưng hôm vừa rồi chơi bình thường, nhưng mà tự nhiên hôm vừa rồi là em tải mấy con game ở trên crack đấy. À. Bị đấy. Em mình tải con Spider-Man và về để xem à, đúng nào. Rồi, mấy con đấy crack là phần mềm defense của Win nó hay ấy mà. Nó hay chặn mà. Luôn. Cứ di chuyển quanh đây. Thôi, mọi người vào chơi để em xem bảo vệ cái gì đó. Vào lại xem. Không, quanh đây không có đâu, quanh đây không có người đâu. Vừa vào bị đứng yên tí thôi. Tắt mẹ tường lửa đi đúng không? Ừ, anh em bảo đúng, tắt mẹ tường lửa đi. Đầu lắm không đánh Kurumi đấy. Ơ, à, đợt trước là con Kurumi này cái chiêu ép của nó xong rồi bay vào ấy là làm đéo có đam đúng không? Đợt này nó mới có đam thì phải. Hình như là thế nhỉ. Nép một cái thì phải búp lại một cái chứ. Ờ, à, ngày xưa cái ép ấy là chỉ có hiệu ứng là bị kiểu đánh bay đối phương xong rồi bị choáng thôi. Bây giờ anh thấy nhảy vào còn có đam cơ. Đam ngang cái chiêu ép của con ấy đấy, con Imaka. Con Yotohime ấy. Ngang ấy. Mạnh thế hả? Ờ mất một đoạn giáp luôn mà. Lấy nước dập lửa đi. Tắt từng lửa bằng cách dùng nước à? Tiền đéo đâu mà đi phải chơi Bitcoin không cứ nghe ông Nam thế. Mày nói. Anh bảo em có 400 máy á. À thằng Kháng Nết nó đào. Gì? Nó đào Bitcoin xong nó bán chứ nó không giữ. Có cái đầu build tôi có 400 cái máy đào giếng rồi. 400 máy đào Bitcoin bật công suất 24/24. Phòng thiết kế theo phong cách kim tự tháp Ai Cập. Nhiệt độ lúc nào cũng trong trạng thái 24 độ C. Vào mát rượi, nhiều anh em vào phòng đào coi của thằng Kháng Nết còn phải mặc áo khoác ấy, không thì lạnh chết ấy. Lúc trước tắt tường lửa xem sách dính virus mã hóa. Đéo hiểu bọn nó, mày cài virus rồi giỏi thế nhỉ? Có ấn vào link được dính virus à? Ồ, anh tưởng có thằng nào nó đang đứng ở đấy, bắt đéo phải. Có nhá, chỗ anh nhá. Ok nhá. Chiến luôn em ơi. Thôi đi. Anh thì anh sợ kẹt cái bọn này. Anh đâu rồi? Ok, tèo rồi. Ui, hai thằng. 200 mét.
Ô này thoát ra vẫn vào trận được này. Ờ đúng rồi, vào được. Mệt, anh chết mẹ rồi. Hai thằng cái gì? Ờ có hai thằng thôi, hai thằng yếu. Xong rồi. Anh đánh ngồi xe lăn hết mẹ rồi. Thế luôn phạm. Cái củ lìn. Yếu rồi, nó vừa hồi máu cho nhau. Có hai thằng thôi, không sợ. Đếm được đấy, thoát bị đít ra là vẫn. Ờ vẫn vào trong trận luôn. Thề luôn, anh đánh nó đến thế rồi mày đéo giết được nữa thì thôi đấy. Ôi đùa, chán không kìa, nhìn thằng em đánh. Yên tâm, em làm được. Đấy. Ngồi xe lăn hết rồi. Ơ được rồi, để anh đi ngồi hồi sinh ta, anh ra mày. Ok á, ba đây. Chào mừng ngang bùi. Mẹ rồi. Không được, có một bánh ái củ của Lin. Chết nào. Em vào rồi. Ờ, em chết rồi. Ôi giời, thế mà cũng đòi. Em quật hai thằng kia gần chết rồi, thằng bác phát đến. Đánh cho ngồi xe lăn rồi, còn không giết được nữa. Đây, ra chỗ Hunter là bọn nó. Sao em giật đấy nhở? Lại đi rồi. Vãi. Máy đá vừa chạy một tí đi rồi. Để thử reset lại máy đấy nhá. À, xung đột rồi. Nó ngồi xe lăn mẹ rồi. Anh tưởng mày giết được thì anh mới cho nó giết anh. Xung đột cái gì mới được nhỉ? Không vừa rồi chơi vẫn mượt mà. Không, cứ cài vào SSD. Hay là do ổ của, hay là do máy của em hôm nay hoạt động nhiều quá nhỉ? Không, nó cũng không hẳn đấy đâu. Mày thử reset máy xem nào, xong rồi vào okay. Xem có bị không. Em thử nhá. Ừ. Ê, anh em đưa tôi reset máy đi nhá. Hồi sinh đâu đấy? Trước mặt này anh. Ok. Để anh ra cùng mày. Thề luôn, hai thằng đấy nó đánh gà vậy đấy. Mình tưởng thằng khác nếp viết được. Mình giả vờ chết. Thì em vào em bắn được một thằng yếu lắm rồi. Nó hưu xong rồi. Em quay ra em hâu thằng kia gần chết rồi. Thì thằng cát nó đến. Đen. Em làm hết sức rồi đấy. Biết thế anh giết chết mẹ nó đi cho rồi. Úi, sao phải dương? Thấy mày quan trọng cái KDA để mày lấy điểm thì anh mới nhượng mày chứ. Hai thằng đấy anh gõ cái là chết. Ông đệt mẹ với ông kia cũng bị đánh rồi kìa. Vãi cả lên. Ôi Hunter thì nó AK nó chết mẹ rồi. Được rồi, không sao. Anh có đoạn đao rồi. Mày, hai thằng đấy, bàng đấy ra đây anh giết chết ngay. Lên đây anh. Chơi Bitcoin nhanh giàu á, chỉ có đi sang kênh anh Nam mới học được cái cách đào Bitcoin thôi, tôi đéo biết đâu. Tôi chỉ nhanh nghèo thôi. Cái này có lăn được không này? Cái bánh xe đây này. Hay là chỉ cái bánh xe to nhỉ? Bánh xe to mới được thôi nhỉ? Ôi, xong rồi. Nam Katana nhá. Mẹ dường mình đánh Katana rồi nó khét vãi đái luôn. Với chào Hiền Lương. Câu hò bên bến Hiền Lương. Ấy ơi. Bị đánh à? Em lại bị đánh rồi, đi con mẹ nó. Để anh. Mẹ thằng đánh em tao. Ok kìa. Mấy thằng? Hai thằng anh ạ. Hai thôi đi, chắc chắn hai không? Ba. Ok, ba đúng không? Okay. Anh chỉ có ba thằng, anh mới giết chứ hai anh đéo thích. Anh ghét số 2 á. Anh cứ chơi đi rồi tí nữa Hunter vào rồi anh. À. Anh cứu mày thôi chứ mày. Vẫn đang ở đây đấy. Tôi lên em. Không, tôi reset lại máy, đang bị lỗi. Hôm trước con em đau thì con Spider-Man ở trên trên YouTube về hình như là bị dính virus. Anh Nam ơi. nhầm. nhầm chán với rồi. Nó đứt mẹ dây. Móc dây cho người ta rồi còn đi mẹ mới sử dụng skill nữa. Nhầm. Thế mà kêu mẹ số 1 Kurumi Việt Nam. Đấy, bụng máu này. Ôi, bụng mẹ vào cái rồi. Bụng mẹ vào cái ô rồi. Odokawa Kuna. Hello Manhachi. Thử xem nào. Và lại à mà Hunter như nó mất mẹ cái hồi sinh rồi. Ừ. Mẹ đéo có anh tầm này. Còn anh ạ. Mày xanh cỏ rồi. Vào nhanh thì được. Còn mấy chục giây còn hồi sinh không? Còn. Vẫn đang hiện kìa. nhầm tí. Bệnh nghề nghiệp. Cứu xong cái đút dây luôn. Hello Khánh Nguyễn. Pito xanh này có lấy không này? Ô lởm thế nhở? Mẹ cái bọn kia. Mình đéo đồ gì ngon đấy. Thôi shopping tạm nên. Có Kurumi như không thôi.
chả được búp miếng nào cả, buồn thực sự. Đánh đi, đi đánh lẻ chết lại bảo do Kurumi. Em này chơi lút đồ đủ điều. Đây, 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 để tao đi, tao đi sát mày đây. Rồi xem nào. Đánh kém nó xem nào, phần cài đặt đủ điều. Cả bên hiền lương. Ui con mẹ. Ui dồi, con giật. Ui, này giật cả mình. Đấy. Lúc nào trong đầy phốc kê theo gì nữa. Em hồi phun rồi mất. Thì à, lúc đinh vào này. Màu trước, màu trước là màu trước. Ờ đi hồi sinh nhiều. Rồi xem nào. Vẫn kia vào, xem vẫn kia vào. Xem còn bao nhiêu giây đã. Không, đang vào lại đây. Đang à. Đang lốt đinh. Lốt đinh đây. Đây, đây. Thấy vào rồi. Dương anh cầm long số út thì thôi, đéo thằng nào đỡ được luôn đấy. Ồ, nãy em thấy anh có mấy pha long số út hai phết. Ừ. Mẹ trận đầu đánh khét okay. Clean à. Các game chọn web đọc hà ở đấy. Đào những web khác vừa qua vẫn giờ sợ anh em ạ. Kiểu tôi các bạn tôi tìm được con cái biến hóa anh ấy. À đây vẫn còn sống này. À, đi 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 hồi sinh còn 10 giây đéo kịp rồi. Mẹ rồi. Ôi em đang đâu đây sao tôi trời mẹ. À, đi hồi sinh điểm gần gần đi. Đéo kịp rồi. Sao lại đi. Chết mẹ rồi, đéo kịp thời gian rồi. Chạy. Đợt chạy quá. Chạy 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 té khói luôn cũng đéo kịp. Lag à? Ờ mọi người lag thật. Ôi mày xem nào chứ đéo anh em mình đồ đạc này thì chết rồi. Em có cung vàng rồi. Mày nhìn anh cái thính sắp tới nó ra đâu chưa? À, rồi anh em. Anh em đi lấy mẹ thính nhá rồi. Sao lag nhỉ? Thính bên trái, thính bên phải. Nó bị giật. Ờ đúng không? Ờ, ông cài game nào? Cài game á, cài game này là của HDD. HDD giật đúng không ạ? Game này ưu tiên SSD cơ. SSD. Ờ, thế vài cài lại vậy. Có là 13GB đúng không? Hay là mười mấy GB? 13 với cả... Ừ, gần 14GB. Có thể cài một cái HDD. Tầm tầm dư 20GB là chơi được. Mà... mất cả nhà ấy. Xóa hết mấy game linh tinh đi. À đây anh là bất kìa. Ê tí anh em ạ. Khổ và hơi giật. Anh Nam đi đâu đi? Gì đấy? Cần anh à? Không anh ơi à, thế... Cần nhưng mà em nghĩ là anh cần em. Rồi ôi mẹ. Mày biết anh đang cầm dao găm không? Chú tể ám sát. Ok, chào Khánh Nguyễn. Đâu, giáp xanh đâu? Anh em cứ đòi anh nhặt giáp xanh đi này. Mẹ, mà nhặt giáp xanh vào nó mạnh quá này. Đáng định nhặt thì bị... Cả mấy chục game chưa hết là sao? Anh nói chơi dao à? Nhặt được dao, chơi dao. Dao gì ấy? Anh chơi dao gì ấy? Dao tím. Em thấy anh đạt nhưng cũng chơi dao đấy. Đây, dao mạnh cho anh thêm con dao tím nữa. Thôi cầm mà dùng, lỡ may nhặt được mới dùng. Đây ra đây em chỉ cho anh cái trích. Anh nào đó, đừng à. Đây, đừng đây. À. Gì vậy? Ui dồi ôi, cái trích nhảy liên tục thế. Đúng rồi. Bắn ra cung là kém rồi ông ơi. Người ta bắn đéo rơi ra, đéo ra mũi tên vẫn nhảy được cơ mà. Ủa thế à? Ôi dồi ôi, trích. Chính trẻ con thế. Thế cũng đổi dậy. Mày chỉ cần giữ chặt cực trái ấy. Thôi. Rồi em thấy rồi, em xong mày nhảy là được. Rồi mấy cái này cho trẻ con. Thế mà đổi dậy chàng. Lên đây. Cho mày một cái chích này. Giật lắc anh ấy. Trước em chỉ chúng nó chạy nhanh. Này. Chích ngồi đây này. Cái HDD lắc lắm. Ừ, đúng rồi. Thôi mai cài để SSD. Em đi kiếm người ra anh nha. À, dụ nó về đây nhá. Ờ, em chết thì thôi nha. Chết, mày đã gọi là con mồi thì mày phải chết chứ cần. Nếu ai đi câu cá mà vẫn còn run mang về. Hay là em làm ba rồi nhỉ? Ba quá không? Mày có ulti ti chưa? Còn lâu rồi. Ôi giời, có ulti thì chết làm sao được. Có thêm dao găm nữa này, dao găm tím tiếp ạ. Thôi đéo bắt đầu anh một cái là được rồi, tại vì giờ anh đánh có giờ bọn nó làm anh rơi vũ khí đâu. Chỉ
lướt game cho tay phải to tay trái. Ok, tìm được chưa? Chưa anh ơi, đang lâu thế nhỉ? Mày vào mẹ mẹ hẳn thỉnh thỉnh em mày thỉnh đi. Đi lấy mẹ thỉnh đi. Ok đi đi. Hay là khu dưới? À khu Celestia sợ có người. Ủa kinh vậy? Anh nào mấy kia dùng cái chiêu đá đá luôn ấy kiểu gì vậy? À đây à, nó là chiêu kiểu mày đang bám cây thì mày ấn đánh, giữ chặt đánh à. Đó. À. Đánh là chuột trái đúng không? À chuột trái. Thì nó di chuyển nhanh hơn bình thường á. Có bộ ti này. Ông là người đầu tiên được anh Nam chỉ ấy. Trước giờ đéo ai chịu nghe anh Nam luôn. Tại vì trước giờ anh giống nghề, anh đéo dạy anh. Giết vào luôn em ơi. Thằng bộ ti okay. Gần mày đây. Thôi chưa anh có bộ ti rồi. Em thấy không, em thấy không? Giết không? Giết là vội. Địt con mẹ mới ba răng ấy ơi. Không phải sợ. Ok. Xong rồi. Đéo cái gì này? Đấy. Không. Nó biến cơ, té ơi, té ơi. Té đi. Đã chính à. Đánh không, đánh không. Đi ra. Anh bắn nó tiếp đi. Tôi quay rồi, anh đâu cũng nhờn chúng tôi này. Làm sao? Làm sao? Ôi, nó chết chết kìa. Em bấm mãi cái vũ khí mà không ra ấy. Nhờn. À, kinh đấy, kinh đấy. Ai à? Chiều thứ 3. Xong rồi. Ôi, cái thằng kia đâu rồi? 13 rồi. Ôi, dồi ơi. Con đứng ngoài cũng chết cái thằng này. Ê, ba thằng đánh em đau quá. Đánh thế đầu anh còn lay lắt được này. Đấy là còn chơi con Kurumi 1 đấy. Em hóa to quá nó đánh nhau. Hóa người bé thôi. Tổng 6.500 đam anh Nam ạ. Anh bao nhiêu đam ấy? Anh có 3.000 rồi. Thế thôi đánh. Thế mà anh kêu anh đánh ba bọn kia gần chết rồi. Anh bắn thằng gần chết anh cho mày mạng thì mày lại. Thế theo là mày lại chạy. Anh chỉ có bốc phét thôi. À từ từ làm lại. Vừa lấy thiếu người, thiếu Hunter. Đủ 3 mới đánh được. Ngon rồi gì? Thoát ra rồi đúng không? Rồi thoát được. Thiếu mất 50% sức mạnh. Chứ tôi thì chỉ có 49% thôi. Ủa? Sao ở cái battle pass của anh nó có cái Puchet level là cái gì đấy? Ôi mà à. Mấy cái đứa lúc ấy đánh anh là Việt Nam đấy, Hưng Thịnh đấy, có thằng tên là Hưng Thịnh. Ờ, mà server này nhiều Việt Nam à. Cái push level là cái nâng level, nâng nhanh level ấy. À, một level rồi, là 100 kìa. Thôi đéo cần. Ok, ready rồi. Ok. Go. Anh cho khăn nếp xem anh để con này nó kinh nhà. Con gì ấy? Vipening. À, lại học tiếp. Mỗi tuần em phải thấy anh chơi một con. Anh đánh con này. Ui, kinh khủng luôn ấy. Sợ với lìn luôn. Anh đang không dám động vào tại vì cái con này anh đánh nó sát sinh nhiều quá ấy. Tạo nghiệp. Em thấy mẹ thấy sợ luôn rồi. Nhìn tôi là thấy sợ. Con này anh còn 1 cân 6 cân 7 ấy. Nhân vật nó đẹp thật. Follow. Đấy. Đi đâu giờ? Cứ đi theo thằng Khang Nết ấy, ấn có cái follow ấy. Follow ở đây. Ok, được. Tại vì thằng này nó bị Covid ấy, nó nhảy đâu là người ta né nó ở đấy. Mình đánh nó an toàn. Đây. Pikachu đấy. Đi cần mẹ nhảy. À, tí nữa giây cuối em bỏ. Bỏ đéo kịp vậy, mệt với lên. Ừ, hôm trước em nhớ là giây không vẫn bỏ được. Thật ra đánh mà đéo bỏ được. Có nó có một mạng đầu nhưng mà đánh sợ lên đấy, vào với khu đấy. Toàn hồi sinh đánh tiếp luôn ạ. Đạt mấy hôm nay tập đánh rau găm có vẻ biết chơi đấy. Anh Đạt à anh? Ừ. Cái rau găm đấy tập combo được là kinh mà. Đấy là còn bị nép rồi nhở. Anh Đạt là chơi rau găm với cả đại đao luôn đấy. Đấy cái đại đao thì chơi dễ hơn.
đại đao chắc anh Nam chỉ không tự tự ở chơi đấy, anh chỉ bảo cái đại đao nó kiểu dạng đánh đau mà bắt sẽ mù rồi đấy, lúc mà đấu kiếm nó lợi thôi, đấu kiếm nó lợi, nhưng mà thực chất counter đại đao dễ mà cứ ăn phản đòn cái là chết tươi luôn. À quên chưa xem thần trùng, chưa follow thần trùng của ông Dũng hai hoặc tí nữa mình follow. Quả mà tôi không mặt đẹp phết rồi nhỉ, không nào nó có mẫu mà có mẫu mẫu mà vâng đấy, anh gửi cho thì anh gửi cho cái đốc đấy. Hay nha, 6.000 tiền nhận luôn, nhậu luôn. Con vai Pruning này đánh katana sướng này. Đánh gì cũng sướng anh ạ, nhưng phải vào tay đúng người cơ. Anh không biết là như anh như nào. Katana ngon. Anh toàn đánh con này 1 cân 8 cân 9, nhưng mà cứ ít hơn thì anh đều đánh được, phải đúng 8 hay 9 thằng xung quanh cơ. Hiệp hài đấy. Ít hơn kiểu nó ít mục tiêu quá khó đánh. Nó hấp thụ linh hồn hơi thấp. Lên đây nhậu nó luôn. Anh đấy, đều có hồi giáp hồi máu đâu. Đánh luôn vậy. Thì đã đai có đâu anh. Trên khu đấy nó ít nhà mà. Bọn này cũng chưa có gì nhiều đâu. Diệt. Đê Hunter. Vâng đi thôi. Một móc trên người. Anh 12 móc này, có lấy thêm móc không? Có anh ạ. Đây ra đây. Cho mày 3 cái thôi. Chỉnh kém. Được đấy. Chỉnh kém được 3 cái. Ngọc kìa. Đây nó đến này. Chạy boss được sao á? Người đây mà. Đấy, nó bắt chuông rồi. Chết đi một mình. Nhờn, ôi trượt cả. Được. Bạn nó sao này? Chết chưa? Chắc phải boss rồi. Chứ không chết này. Đồng đội rồi đúng không? Rồi, câm lặng rồi. Để anh xử sướng bắn cung. Nhờn này. Một hit nữa. Rồi, hay lắm, xong rồi. Chết ngay, bọn này ăn làm sao được. Dao găm xanh này, cho thằng nào này. Đi ngay. Kì đây. Dạ, Ôi, kìa. Anh sửa đồ đã. Quay lại đánh luôn. Sắp cuốn ti nhá, 69%. Mày thần kinh ạ. Nhờn này. Xong. Giáp xanh này. Ok, nó hất vào em rồi. À, anh đây. Rồi, cấm lặng rồi. Hai thằng này. Ôi dồi ôi. Rồi, xong. Láo là trên ngày giáp xanh. Ui, nổ vàng. Thương tím, ôi cho anh thương tím. Đây. Rồi, ok, thương tím. Đi ngay, tâm chơi tử tế đấy. Không có linh tạo avatar. Không có linh của bắt giới. Mấy thằng đấy cũng streamer đấy. Đéo biết kênh nào rồi, nhìn mình giết nhanh quá, nhìn đéo kịp. Toàn người anh em ạ. À, gì 5 kill. Cái gì đây? Cứu này. Cái cam ấy tôi bị che không nhìn thấy kill xuống kia. Nó cho anh nhá. Đây. Ulti luôn này. Bắt hai. Rồi. Nó trượt cả. Ây à. Ôi anh dính lửa chết. Sao em làm được. Bọn nó thương binh hết mẹ rồi. Dính lửa đây? Chết mới đen. Hay quá nhở. Yếu hết rồi, nó yếu hết rồi. Ấy em cũng dính lửa chết. Địt đen nhở. Cố lên Hunter, thể hiện đi em. Xem Hunter đánh gọn hay quá nhở. Hết rồi sao ấy. Hết rồi. Cứu đồng đội. Ui thầy có nỏ này. Nỏ vàng này. Anh dây. Thằng này có nỏ vàng. Cứu cái thằng này. Cứu ngay. Cứu ấn đây. Cứu. Mày lút đầu tao rồi thằng Hunter. Mày để cứu đây. Tôi đây. Thằng Hunter. Mày
Mày À, lút đồ đồ bài tao. mày kìa là mấy cả. Ông Nam chết rồi, ông Nam chết rồi. Đầu bụng bỏ của bỏ e ra, Hunter. bấm bấm e sang cơ ông Nam đúng rồi. Đầu bụng của Hunter vậy liền, thằng này có nổ vàng này lấy mẹ luôn. Thua. Được chưa? Ôi lâu thế. Rồi. Đó. Đây này. Tôi đến ạ. Ông Hunter. Ôi thằng này có nổ vàng này chứ. Anh Phương, hello anh Phương. Đây trả anh nổ vàng này. Đau cả bụng ông. Đây. Đó, thương đây, tím của vàng tôi anh đâu. À, đấy, nổ vàng của anh đấy, em xin cái thương nhá. Thương không trả nhá. Tôi đau cả bụng ông đi. Sư tím của người được đấy, ngon đấy. Mình nghe thấy thằng này có nổ vàng, mình bảo thế đéo là có mỗi mình có nổ vàng. Ông lút đồ với kinh ạ, tôi thua. Rồi, đây, anh em đi đi lút tiếp. Hai vẽ lìn. À, ăn máu rồi đó. À, anh hết cái hồi giáp rồi, xem... Hồi máu cho anh em đi. Hồi máu cho anh em đéo gì lấy có phải con kia đâu mà hồi máu. À, ừ. Cao rồi luôn. Mình còn tiếc máu nữa. Anh còn... Ở đây có một máu nhỏ hồi tạng. Sao anh không chơi Kurumi, anh biến đổi liên tục cái gì. Đây có mấy cái xác đây này. Lâu đứt đồ. Khổ bản năng lăn vào máu rồi. Rồi kiếm nhiệm vụ đi mua ấy. Anh đéo hồi giáp rồi đấy. Nó có cái hồi giáp nhỏ nhỏ nào không? Có em có hai cái này. Đây cho anh. Em có một cái đây. Đây cho anh. À đây đây có một cái to luôn này. À. Rồi đao xanh này. Đao xanh của em vừa vứt ra. Ôi chết mặt. Từ từ anh hồi giáp đã. Ulti 71%. Đéo chiến được ngay đâu. Không vào trong kia làm nhiệm vụ rồi. Đi lút thêm đi, không thì tiền, ui tiền ít quá nhở. Có kia kia kìa, ở chỗ kia chúng nó đập nhau kìa. Hay vào chiến mẹ đây. Nhao ơi. Chỗ kia chỗ, đây à. Chiến đâu? Đây, ra chỗ thằng đế này. Đây. Chỗ thằng đế rồi, chỗ thằng đế. Rồi, một mạng này. Đỡ này. Giết luôn nhá. Nó rụt của mình ra, nó rụt mình ra. Giết được. Anh cũng ti. Mày đánh ai? Ơ? Em hỏi. Ôi trời ơi. Khỏe quá anh ạ. Ơ sao quả đấy nó đéo bị ấy nhá. Hết sạch máu cả. Ơ ấy đã không hiểu. Nó đéo bị đấy, choáng. Mới đúng không? Con nhân vật mới đúng không? Ôi, ăn một phát đao chết. Không phải Kurumi mà là con Jotohime. Mày chơi được top 1 à? À, con Jotohime luôn. Ờ, sao quả đấy nó đéo choáng hay là nó ulti nó không bị choáng nhỉ? Mẹ nè. Ờ, không sao. Mình vẫn còn hồi sinh mà. Thế ba con Jotohime. Vào luôn chỗ nhiệm vụ mà hồi sinh này. Ok nha. Hay là mình đến đây mình chơi nó. À mà thôi không, mình hết quay lại được. Nó ulti có đánh được đó đâu à. Ulti rồi. Ừ đúng rồi. Quả đúng rồi hết. Kháng à. À mình cứ tưởng mình choáng được nó để ngắt cái ulti của nó cơ. Đéo biết. Ba con nó cùng chầm máu ạ. Để... Chắc quả nó cũng hồi sinh ra ấy. À, làm nhiệm vụ đây. Anh chỉ cần hai vái thôi. Cái địt còn mày e chúng mày. Gì đấy? Tao nào bắn? Anh bắn địt cần. Chết con mẹ mày! Đeo hôi máu ấy mày! Anh đã bắn! Đeo hôi máu! Sao đi sao lại giảm máu này? Ê, may quá. Nam bắn một cái nấm. Đéo tin được. Mình tưởng rằng là cần quá. Thằng càng lết nó chửi tôi được. Ôi, địch kìa, thế cả là chạy. Thế xong rồi, đéo không máu. Chạy. Thế nghịch ngu rồi. Té. Đây. Ui, đéo có máu rồi. Đắp xịn.
Thôi đi 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 kiếm máu nhá. Bên này chúng nó đang đánh nhau luôn này. Ok vậy. Đánh nhau được này anh. Được không? Được. Đang đánh nhau này. Mình anh phun giáp. Anh phun giáp. Đây đây. Anh chiến được rồi. Quẩy mẹ lại đây. Đây rồi, có máu rồi. Ê, chân em này. Đây, anh đến. Rồi. Ok. Ừ, hai thằng cơ. Ba thằng. Có thể chơi được gì đâu. Rồi. Chơi nào nữa. Này, hãy coi anh em ơi. Nhơn này, ba thằng này. Ui. Ba thằng của chúng tôi này, được chưa? Được chưa? Ba thằng. Xong rồi. Còn đúng không? Còn nữa. Cho Hunter anh ơi. Nhưng hết mẹ máu rồi. Xong 2% rồi. Chết rồi. Từ. Tôi vừa chảy bán hôi một thằng. Thôi xong em rồi anh Nam ạ. Không sao sao, có anh. Đừng phải lo. Cả bốc team thì nó cùng à. Cảm ơn Celia Z. Anh bắn vào nấm ấy. À thôi anh, nhiều máu hơn rồi. Mày chúng mày này, chết con mẹ mày dính nấm chết. Chết ngay đi con mẹ láo. Còn thằng nữa. Thằng này đéo chết được. Ờ thằng này nó bù máu rồi. Ok lại nào. Ờ sao đó. Anh Nam hơi phi quả V đấy. Ờ quả V đấy còn mỗi thằng nhờ. Tại vì anh không nghĩ là còn team khác nữa. Ta mình dùng quả V là hơi nghịch. Chưa thành thạo, combo. Mẹ một quả combo leader. Một quả counter chết cả team đấy luôn. Vẫn giết được một thằng. Lạ. Đen quá vậy quả đấy. Mẹ còn đéo cái nhặt đồ ấy. Giáp anh có hồi đủ đéo đâu. Đã đủ máu đâu. Ờ máu cũng có tí. Tầm 2% 2% độ lâu quá. Nhưng mà cái khu đấy bên kiểu đánh con thiếu lâm rất thiệt nhá. Nhưng con thiếu lâm mà vào nấm là không bị ấy. À ta. À dính nấm là không mất máu rồi. Đúng rồi. Team mình phải ulti có ulti đẹp mà. Chơi. Team mày bạo cát với cả ulti của Viperning thì quá ngon luôn. Anh Nam nhảy đi, để em đi vệ sinh một cái. Follow đây. Anh phải cancel đi chứ. Đây. Đây, ok. Ôi chết rồi. Nhầm follow anh nói. À. Đây là mẹ khu này thì nhá. Hello thằng cu. Hunter của đấy vào vét được một mạng. Địt mẹ tôi vẫn đau bụng ông. Rồi mà thôi một mạng nữa ấy. Vẫn quả cứu anh. Thằng này có nổ vàng địt cả đời. Thua địt. Mình thấy nó đứng ngay cạnh mình ạ. Lần đầu chào anh khi stream. Ok cảm ơn G9 me làm đi. Thằng này có nốt vàng này. Đấy, nó cứ như kiểu cái giọng mày nó còn ngây thơ ấy thì mẹ lại càng buồn cười. Ơ à, thằng này có đỏ vàng này xong lấy xong đèo cứu người ta, ông chạy luôn ạ. À. Đúng rồi, Khang Nết ngày xưa nó donate cho độ Missy 88 củ đấy anh em. Thằng này mày anh nó thì nó đéo cho tiền đâu, nhưng mà nó toàn donate ai ấy. Chào Thanh Đỗ nha. Thằng em tôi nó dại thế đấy. Anh em nào có gì rảnh cắt hộ tôi cái đoạn thằng Hunter vừa lấy nó cướp cái nỏ vàng. Vẫn buồn cười ở đấy. Rồi thầy đái đéo kịp rồi. Em kịp. Ừ. Em nghe nãy giờ. À. What? Sao mày đúng chỗ mày lạc thế? Mới mà mày phải lót từ từ. Chỗ này thì yên tâm là đéo có địch rồi, anh em thoải mái loot đi. Để chắc đéo ai. Vùng sâu vùng xa. Sâu vùng xa cũng rồi. Ui dồi ôi. Đao tím đây rồi, đao tím đây rồi. Long sword.
À, đánh thương mà kiểu đánh team đánh thương vẫn lợi hơn. Ui, tốn tiền mua không á? Con này mua là như 300 giữa 300 306 là mua chơi rồi. 400 thì phải. 306 bản rẻ nhất. Để à, mà... cho bạn này nào. Cho bạn Hunter. Anh có đó. 3 móc. Nhà đánh được đấy. Em có 9 cái. Đéo có nhiệm vụ bounty đây nhở? Ê à. À được. Ô, nó đánh mày chưa? Ôi, giáp tím à? Đúng rồi. Nhậu luôn. Ủa, thằng kia rồi. Mẹ. Đi đéo, à đây đây. Nó chạy à? Chạy thì chó. Đuổi được, đuổi được, đuổi được. Thằng xanh à? Rồi. À, nhìn giống tưởng anh em ấy. Đéo còn móc kìa. Kinh nhá. Mẹ. Thanh niên. Đọc cô cầu khẩn. Ngon, mẹ. Ui giáp tím nhanh thế. Đây thằng này giáp tím. Có móc rồi, có móc rồi, có móc rồi. À giáp tím kìa, có hai móc, có hai móc, bắt luôn. Mình móc trượt hết ạ, đâu rồi? Chạy đâu em chả biết. Để đâu, đây, nó hồi sinh này. Đâu, cho đừng, cho đừng. Hồi sinh chúng tôi này. Hồi sinh này. Victor Duy khổ này. Có giáp tím rồi. Ngon. Giáp tím chúng tôi này. Thằng bọn này có hai thằng thôi. Ba thằng mà, em thấy ba thằng. Âm thanh game to tí à? À audio này. Có một thằng bạn nữa đấy. Cái thằng nữa té mẹ rồi, nó thấy bạn nó chết nó té mẹ rồi. Sợ ngay. Súng vàng thì tôi không cần. Súng này súng lục quý lắm. Súng lục bắn khó lắm. Kiếm kiếm móc rồi, anh hết mẹ móc rồi. Em có 7 cái. Đi đi kiếm thêm. Anh có mỗi một cái thôi, cứ kiếm đấy, kiếm đấy. Nhặt được mà, đã loot xong khu này đéo đâu. Cần thì mua. Đã giàu. Đã Bitcoin thì làm gì? Để mua móc. Ơ, cái gì cho khăn hết? Trong 300 giây sale off 50% à? Là sao? Ra check chỗ cửa hàng xem. Quanh này đéo có cửa hàng. Đây anh đi. Nó ra. ở trong cái chìa khóa ở trong cái hầm ấy, nó sẽ có một cái tượng. À. Anh mới chấp nhận vái cái tượng đấy thì nó sẽ cho một cái khuyến mãi hay là một cái gì đấy. Móc này. Lại còn thế cả. Nó mới update thêm. Tính năng này lần đầu biết đấy. Trung Quốc của anh, để mẹ nó kéo sắp tới có ô tô trong này luôn. Ui, hơi xa bo nhá. Và làm nhiệm vụ kiếm móc mủng đi xong rồi té. Và khu vàng này đánh nhau hơi căng. Vương Ngữ Yên. Đấy, khu này hy vọng có đồ vàng. Một cái gì đấy? Vừa nói xong. À, em tưởng có đồ. À, em tưởng có địch. Thằng Khang Nết rồi, tao bắn cái đấy với đầu mày đấy. Không. Gì đấy? Đồ lớn thế. À. Lại quét đấy là. Quét nữa anh. Rồi đây đi làm nhiệm vụ này xong chạy vào bo thôi. Đi lên đây Hunter ơi. Ok. Ở đây có đó. Đít cao là cái gì anh em? Của mày đó. Đít cao là giảm giá. Mà chỉ giảm giá trong cái mỏ thôi đúng không? Không, trong cái mỏ làm gì có mua được cái gì đâu anh. À đã. Em cũng chưa thử nhưng để em vào xem một cái cửa hàng xem nào. Ừ, anh lên đấy làm nhiệm vụ đi để em vào cửa hàng gần xem. Đấy, chỗ em mình cũng có... Ôi thế thì thằng nào nó nhanh tay nó mua mẹ cái trước ấy. Cái mua trước thì ngon nhở. Cái xem có đúng không? Mà game được 7 phút rồi, sợ chúng nó mua được rồi. Đây này, vẫn còn 3 phút này. Anh nghĩ là sợ nó mua mẹ rồi nên. Hello cả bụi đời. Ờ đúng rồi, đi cao thật anh ạ. Rẻ hơn nhiều à? Rẻ hơn. 8.000 em mua trước cái bộ 8.000 4.000 này. Ờ. Rồi hai người lên bây giờ mua gì mua cả bạn? Anh đang đi mua. Không. Mua bùa trước không ạ? Ưu tiên mua bùa. Hunter tí ấy đi, Hunter. Bùa là cái gì đấy? Đủ, đủ giáp lên. Red Zone đấy, Red Zone tự thả ấy. Hunter nó chưa biết cái đấy, mới chơi. À, ông không chơi bắp gì à? Ờ chưa. Nó thả ra một cái vùng 7.900 anh kéo đủ rồi. Đấy, đây ra đây em cho thêm này, em có mà.
Thôi anh cứ vậy. Anh mua cái thứ. Anh ở bên kia à? À thế thì Hunter ra theo tôi này. Được. Đây thì thật. Đây ra cái cửa hàng này. Đây anh cũng còn nhiều tiền anh mang đến cho chúng mày. Ra cái cửa hàng này bấm Airboy đi. Ở dưới cùng ấy. Cái 8.000 đấy, ông mua cái đấy đi. Ok, mua rồi. Ok. Không đủ tiền đó. Sao không đủ tiền nhỉ? À không đủ đủ slot. Đủ ô, đúng rồi. Vứt thẳng một cái ra đi. Vứt. Rồi vứt rồi. Ok. Ok, mua rồi đúng không? Lên mẹ nỏ là em này. Ưu tiên hai cái slot đồ trước với cả cọc trước nha. Rồi mua ngọc sau. Okay. Đây, anh Nam mua được cái gì rồi? Anh Nam mua đủ túi rồi. Cái đỉnh. Vãi lộn. Hai thằng em thì để. Đây. Katana này. Anh đó. Vẫn còn tiền đây, anh cho chúng mày. Hai thằng em mày hy sinh để mua bùa. Ông anh mua con mẹ túi. Cay thế nhở. Tí anh viết mấy thằng giáp vàng cho chúng mày là được gì. Ok. Em sợ anh ấy nhặt trước bọn em. Chặt đéo nhanh được bài. Có bùa gì? Mua một bùa cuối à? Em mua một bùa 8, Hunter mua một bùa cuối. À bùa 8 à? Rồi thế thì mày lấy đúng rồi, chuyển cái bùa đấy thôi. Tại vì anh cả Hunter sắp tím rồi. Lỡ đánh nhau anh. Diệt luôn. Mình ulti AOE này. À cung xanh này. Xịt. Anh đang tới đây. Ông này có móc mà ông cứ đi bộ thôi. Chúng ta tiết kiệm mà. Có bao nhiêu móc rồi? Nó chơi giống anh đợt đầu. Hình như 7 cái à. Ôi cầm nhiều vào, móc cầm nhiều vào. Nhìn góc bên trái ở dưới cùng ấy. Rồi có 4 cái. Có 4 cái đây, ta đây sau này. Cái đấy cầm nhiều vào. Đây ăn quả đây, ăn quả này là tăng phòng thủ này. Ôi anh Nam cũng biết để phần cho hai nghệ, cho thằng em à. Đỉnh mẹ ấn trượt đấy. Ôi đâu. Đỉnh. Đây. Đây hướng lại đây. Còn chưa kịp giả. Ra mẹ lại đi em ơi. Ra mẹ nỏ đây. Ra nỏ. Ok. Giờ đánh nhau trong ngoài đâu, đánh nhau trong ngoài nguy hiểm á. Đừng vào đấy nha anh ta nhá. Anh ta số 3. Anh đỉnh. Rồi ơi cái ông này. Ết mẹ chết ạ. À. Đừng vào anh ta ơi, vào chết đấy. Không phải cứu, không phải cứu. Thằng này nó còn hồi sinh mà. Không có đồ gì cả nên hồi sinh được. Đâu hồi sinh đâu để đi bảo kê nào. Ở đây. Ô. Đúng rồi, may quá. Cái bùa em hết hạn. Bùa 8.000 đến hết hạn luôn. Luôn dài. Xúc vật. Phần đi bảo kê anh. Anh lên nỏ đi, anh lên nỏ đi. Anh lên nỏ chứ nha. Ok, em có ulti mà không lo. Bỏ luôn như là cái nhỉ. Bảo nó chết kiểu xứng đáng thì còn đi cứu đi, nó chết kiểu đấy thì cứu làm gì. Bọn kia không đéo biết em ở đâu cả, đến tí nữa em lên để em lấy đồ. Cay nhá. Không thả chồng được anh em ạ. Một ôi có đang chân đỏ nhá. Té đi anh ơi, qua đây. Còn nó vàng này. Cái nỏ An Dương Vương ấy, ra đến nơi thì nó đang xoay nỏ mẹ cứt. Nỏ vàng á. Nỏ vàng là nó nhặt được á. Ở đây, đi ra chỗ ông Khánh Nết. Mẹ nó cái tính rớt ngay cái chỗ em chết luôn. Kéo quả này đéo còn gì nữa. Đi ra lấy sợ đéo gì. Ok. Có thằng nào? Bọn này nó đéo nhặt đấy nhạ. Ngon. Ok, ngon. Xin. Chắc là bọn đéo là thả xong rồi nó chết mẹ rồi. Ừ, kéo thế đấy. Katana này. Thằng Khang Nết một ngày nó chơi 2-3 tiếng thì nó trả top 1 thiếu lâm. Đấy, xa xử lý vừa rồi là đủ biết trình rồi còn gì nữa. Đùa anh. 2-3 tiếng rồi. Chết đấy. Ai để anh thiếu lâm chết bó. Nó đánh chết nó bảo em vậy. Kéo đi ngủ. Có vũ khí gì không? Có cái mút kẹt. Ngọc Katana lởm đấy. Kẹt màu tím. Để ăn thua. Không phải màu be. Mua kẹt này thì vứt. Anh biết tại sao em chết không?
Em thấy bo 2 sắp vào nên là em đi xung cho chúng nó cái mạng này. Để đánh lửa. Vụ dụ nó ra để nhặt xong mình giết đúng không? Đúng rồi, ngay nhau ngay trước mặt có người thật này. Qua để ngồi xem. Đánh đấy nhau rồi, à? Đã phải đánh nhau. Anh đang đến. Đang giao lưu võ thuật à? Luyện cơ à? Bắn rồi. Dùng mũi tay dài bắn. Bắt đầu đây. Cái đấy của Hunter chỉ bắn gần thôi. Đúng rồi. Tôi đợi chút nó giao lưu võ thuật xong anh ạ. Ui rồi. Ôi ghê. Ui. Sửa đồ đi. Ui giáp vàng này đấy nhá. Thằng giáp vàng ha. Quả lấy kiếm cho chúng mày giáp vàng nhá. Một giáp vàng 2 giáp tím thì phải. Già mẹ đi, sợ đéo anh cũng ti này. Em có tim mà. Ti đấy. Nhậu luôn. Chạy. Nó chạy rồi. Đấy chặn đầu luôn. Bắt được phát anh cũng ti luôn. Đây, bắt là thằng này. Mắc qua lại. Đây, bắt được hai này. Rồi, một nhá, chết một. Ok. Ok, bị lag kìa. Anh đây rồi. Mày, anh à, độ đào, có thằng này bị lag à? Hay lắm Hunter, đuổi theo. Rồi, xong. Giáp vàng nào. Đây, chết rồi. Rồi. Đây, nhường... lấy giáp đấy, mày lấy giáp vàng luôn đấy. Thôi. Anh đều giáp tím rồi mà. Anh Katana vàng nhá. Đây, ông lên đây lấy giáp vàng này. Được rồi. Chết rồi. Đây, chết rồi. Ôi thằng này nó làm đéo có ấy. Làm đéo có ngọc katana đéo đâu. Vào ulti luôn tiếc làm gì anh ơi. Đây bọn nó ấy đây. Bọn nó spam ngọc này. Thôi cứ vào bo đã. Đây. Vào đây. À thôi, vào bo một ngọc. Mình vẫn còn một bùa nữa. Mình còn bùa với Hunter cầm. Hunter vẫn đang cầm đúng không? Vứt ra đây tôi cầm nhá. Bùa, đây, vứt ra. Ờ. Đây, vứt ra đây. Đấy, tôi sau lưng rồi. Đây, vứt rồi. Đào thẻ, thẻ. Ok, còn 4 phút rưỡi. Cái bùa này phải không được tác động vào thì mới thả được nhá. Đi shopping không? Tức là không bị đánh 30.000 đấy. Đúng rồi, hình như tầm 5 giây sao ấy. Anh tận 30.000 cơ. Em có 23.000 này. Anh nhặt hết của ông kia rồi. Của mẹ đi. Anh tự làm tự ăn đấy. Sao lại vào? Vào đây đi, đúng rồi, vào đây đi. Ui, gần này. Đâu. Phải không? Anh chém. Chém đi. Đã có con katana dao kìa. Ờ đúng rồi anh ạ, quên nhặt sứ mà con dao anh ạ. Đã có ngọc katana. Katana có cái ngọc soul slash là ngon nhất thôi. Ngọc đấy là ngon nhất à? Ngọc tím quá. Đang ngọc vàng, vàng cũng là ngon nhất. Tất cả mọi ngọc bao là ngọc bao ngon nhất. À vàng là ngon nhất. Cứ ngọc vàng. Adbot Radio của Mudcat á. Hay thế. Nhiều đồ đấy. Đấy spam ngọc à? À đây đấy phải. Ui còn spam ngọc. Anh spam luôn anh Nam. Đây. Anh làm anh. Có katana không? Ồ, có đéo một viên có... Em có ngọc katana này. Có em cầm dao đó. Không katana vàng cơ. Có katana vàng. Thế thì không có rồi. Một móc. Hết mẹ rồi đấy. Còn thừa mua móc, mua hồi giáp các thứ đi. Healing này. Cái này là bắn vào người... Mua cho anh ít máu gái, anh quên để quên đéo mua máu rồi. Đây. Cho 2 bình này, 4 bình này. Cho nó đây. 4 bình. Ok, tăng này bắn gì được đấy? Bắn mẹ. Cái quên đấy. Cái ông vừa nhặt cái là một viên bạc vàng đúng không? Thiếu. Không ông tôi vừa nhặt mấy cái mà tăng đa tăng cho cái ông vừa nhặt cái healing cái gì đấy đúng không? Không. Ồ, thế anh làm nhặt ạ? Healing crossbow á? Ừ đúng rồi. Anh nhặt làm đéo thì kia cả, có đích cả. Không sao.
Hay quá nhở. Ui cứ tưởng Hunter làm chiêu đấy. Mẹ. Họ là khăng nết à. Đang định khen tưởng tưởng Hunter hâu hâu được quả. Toàn mục mù kẹt ạ. Lại KS. Mẹ phát hầu chuột của tôi đẳng như thế, thằng khăng đết nó chỉ gây được 20% số đam đấy thôi. Chuẩn bị thả bùa nhá, thả bùa thì anh em chạy nhá. Chờ khăng đết nó thả bùa thì chạy vào thính thôi. Chưa có thính anh ạ. Đấy chờ. Em đi em đi thăm dò cho. Anh em cứ ngồi đấy đi. Hai người cứ ngồi đấy đi. Đây này, có những cái bụi rồi. Cái bụi tím như này, Hunter này, nhìn cái chỗ anh đang ngồi này. Ngồi vào đây sẽ tàng hình. Đấy. Thấy không? Thấy nghĩa nó. Rồi đi thôi mọi người ơi, đi theo em nào. Đi lên cổng chùa đi. Đây. Zen Zen tầm này ngủ vắt lưỡi rồi. Em giới thiệu cho Zen Zen một thằng em cũng sinh năm 2000. Chắc là chê. Zen Zen, chắc thằng kia chê chứ Zen Zen chê được nhau anh. Em biết đâu được. Không thấy trả lời. Đây vào vô của mình nhá. Trước mặt có một thằng nữa luôn này. Ok nhân ạ. Tôi biết rồi nhân ạ. Lần này tôi thính lắm. Rồi, nhào lộn các kiểu luôn. Anh Nam vào lấy luôn giá vàng đi, em không cần đâu. Anh Pikachu là anh để cầm đồ vàng đúng mẹ rồi. Anh xài F mấy đấy? F2. Ok, tí mà gặp thiên hai thì cứ sút mồm nó nhá. À. Kể cả hóa đúng không? Hóa là cũng bị câm lặng mà. Đúng rồi, tất cả. Đây chỗ này có ai đây? Chỗ này có bụi tím. À, trước mặt có một thằng này. Từ từ nhặt thính xong đã. À, anh cứ nhặt đi, anh nhặt thoải mái đi. Tóm lại cứ đánh luôn thì mày gọi thôi, đánh luôn thì gọi là mình đánh không? À, nó bị đánh. Thằng này có đúng một thằng thôi. Đang núp. Ngọc Corrupt Bow này. Rồi, nhặt xong rồi nhá. Ok nhá. Có bụi tín này. Đây, bắt thằng này. Spam là cái gì đây? Spam là cái gì đây? Giết cái thằng này. Gần chết này. Mày quay đây. Chết chắc rồi. Rồi, xong rồi. Spam là cái gì đấy em thấy có khó. À, đấy là của Crossbow bông của nỏ. Ok có thằng kia. Đâu rồi? Ui hết hồn. Ở trong mặt này. Sang. Xa thế. Em nghĩ là mình lên trên này đi, lên lại chùa đi. Bên này. Đi anh ta. Lên chùa. Đéo thằng là. Đấy cái đoạn đấy, nó thôi, hai thằng vừa chạy đoạn đấy. Anh lấy cái sửa đồ đã. Đéo có cái sửa đồ nào này. À có katana này. Có. Trên đỉnh con này. Trên đỉnh có. Trên đỉnh chùa. Đấy sửa đồ đấy anh. Đây. Chạy đây. Đánh thì báo vắt quậy đánh luôn. Ok. Đây mình chạy lên đây, mình chạy lên lên từ trên cao chạy xuống. Anh đắp vàng rồi. Má nó đéo ra nữa. Đéo được. Cái này chỉ vẫn gần thôi. Cái ok chào Thái Ất Ngọc Tiên nhá. Cái canon của Hunter bắn gần có một cái viên ngọc vàng là bắn thẳng. Bắn đến đâu cũng bắn thẳng được. Không đừng móc nhá. Di chuyển từ từ thôi. Đừng móc lộ ấy. Giờ xa là bắn thẳng được à? Đúng rồi. Nó phải có ngọc cơ. À, mấy đâu bắn được hết đấy. Nhưng mà nó phải là một viên ngọc vàng. Ngọc tím không phải đúng không? Không. Nó có tên gọi, đọc tên thì may ra mới biết được. Nãy ai cầm cái Healing Crossbow ấy. Anh cái đấy thì đấy. Phải anh cầm phải cái dùng, group heal. Cái đấy là phải dùng crossbow xong bắn vào người đồng đội thì nó để hồi máu đây. Ủa chứ cơ? Ngon vậy. Hồi giáp mới ngon em ạ. Hồi máu trong này nó còn thua. Ủa thế bắn vô hạn là được hồi vô hạn à? Nó có số đạn này. Nhưng mà có số đạn. Nhưng mà máu thì thà dùng lúc đấy là dùng con Kurumi còn hơn. Cái máu trong này nó hồi không thua. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng nhặt được ngọc này đâu.
Ê gà gà với bọn kìa. Là bây giờ là tao cho nó đánh mẹ nhau. Ôi chết rồi, bỏ mẹ. Không sao, đợt nào cũng phải xuống thôi. Sắp hết hết giờ rồi. Ô chưa xuống. Xuống đánh nhau, bao vào này, bao vào này. Mình cứ đi đi từ từ xuống thôi. Đây, trước mặt này có một thằng này. Mọi người cứ đi từ từ thôi, mình có ulti. Em có ulti hỏa to cho nên là không lo. Check bụi. Bụi em không được. Chạy kìa. Nó ra nhà thính kìa. Đúng rồi, nó ra nhà thính đấy. Góc này đều bắn được, nó nấp ở rồi. Vào đây, thằng Hunter vào rồi. Cứ từ từ thôi, ok. Quay lại, Hunter quay lại. Quay lại đi. Hunter nó vào sâu quá. Đây, có bụi tín đây này. Trong nhà này có con Kurumi thì phải. Đâu? Đã phải. Không phải. Nên em nhìn nhầm rồi, hồi nãy em thấy nó chui vô đây. Quay tiểu giáp không? Hồi giáp á, cần à? Không, em dư. Rồi, để anh spam, để anh spam. Ôi, xin cái bầu xin. Pháo lửa lấy, ngon. Pháo lửa hết mẹ rồi. Đây, tôi lấy rồi, tôi góc bên này, góc bên này này. 150 này. Đấy, thay. Ơ, hỏng mẹ đồ đi, mẹ. Bên này có này. Đây, đừng ra phía đây, Hunter. Còn bà đang fake đấy à. Mọi người hai người núp trong bụi đi. Đây bụi này. Vào đây núp đi. Từ anh spam cái này đã. Ôi bị chặn bởi bão cát. Mẹ. Bắt lại. Không bắt được anh, trên này còn một team nữa. Không đừng có bắt, đừng bắt. Trên này còn một team nữa. Có mày nó móc vào mày cái thì nó chết. Ôi nó hóa luôn đi kìa. Té nhá. Nó hóa té đây. Đừng xa ra. Sao đấy ra? Ui giời ơi. Chị con trang hết rồi. Sao vậy? Trên mái này sao đúng không? Đi nhá. Thằng nó núp ở dưới này. Trên này có này. Ma tu la sắp chết rồi. Ok. Còn mẹ nó. Bắn toàn trượt thôi. Ôi giật cả mình. Bắt được này, đi lại này. Khang nét sau lưng kìa. Đâu anh? Sau lưng mình này. Ok, thầy rồi. Hay quá. Đó. Cần sửa đồ. Ai có cái rep roll đấy nhở? Anh có. Cái này. Đem cầm cho cái... Ok, đây. Đây ạ. Một người cầm đi. Chắc là... Anh cầm liên hoa rồi. Tí nữa tôi bắt chưa? Tí nữa tôi bắt. Nó cứu lại. Sau này nào. Nó vào nha. Ok em thấy không? Bỏ ra cho chúng nó chơi. Hunter vào sâu quá rồi. Rồi em ra. Ui. Ra. Nhưng mày vào mày đỡ đạn cho thằng bạn mày vậy. Ôi chết của mẹ rồi, giết em rồi. Kìa, chỗ em rồi. Anh công ty, không sao. Anh công ty rồi. Ok. Vào kịp không? Kịp. Hay quay nhé. Ok luôn đây Nam ơi. Ok. Quá. Yeah. Lắc cái nhở? Nó hóa em ơi. Ôi em thấy ơi. Thằng này không hóa đâu, yên tâm đi. Rồi, hai thằng bị bắt rồi. Chết chắc rồi. Một trong hai chết, kéo cả hai chết mẹ luôn. Hunter chết rồi à? Mẹ luôn rồi. Anh đây. Rồi, xong rồi. Quẩy. Hay quá anh ơi. 3v1 thôi, cho Hunter chơi đi.
Hunter chết mẹ rồi. Đây đây Hunter. Ơ. Chết rồi mà, chết rồi. À cho anh này, bắt luôn này. Rồi, bắt được rồi. Hai bóng tiếp này. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Con một. Ôi, đơn giản. Một ngay làm gì nữa. Nó cứu bạn nó này. Cứu bạn nó. Ui, kéo đến xong rồi chém luôn ta thẳng rồi vào đầu là chuột trái à? Chuột phải. Xong rồi, Ôi, top 1 ngay. Hunter nó vào sâu quá. Kéo đến rồi chém từ trên đầu xuống là chuột phải. Chuột phải. Chuột trái là chém thường hoặc là đâm thẳng. Quả ulti đẹp đấy, 15.000 đam đấy. Giết 6 mạng, healing 4.000. Dễ mà. Chẳng khẳng đết toàn KS thôi. Hunter vào cân 3. Vào sâu quá, nó chưa biết nhìn map. 20.000 đam ông kêu KS. Hay thật sự. Mẹ toàn người ta chiến đấu cả những thằng anh còn ít máu đi đánh nhau chúng nó. Số đam đã nhiều rồi. Mở được thêm nhiệm vụ gì đây? Cái liên hoa này bắn gần sướng thật. Đốt máu kinh. Cái hui chó kia cũng kế lắm. Anh đéo biết dùng cái đấy đâu nhá. Đốt máu thì kinh thật đấy. Cái hôm anh đánh cũng kinh nhưng mà dùng toàn bị kiểu sợ ấy. Sợ chúng nó vào đánh mình ấy. Cái thu chó đấy mà gặp mấy thằng bão cát thì thôi bó mẹ tay ném cái cát vào người. Đúng rồi, hợp lý luôn. Đánh team 3 này con Viper opening này lợi lắm. Vừa nãy mình không dùng ulti ngay là vì Viper opening bên nó đang dùng ulti rồi. Mình dùng là mình bị mất đấy. Đơn giản. Đấy, giờ mình sẽ giành quyền đi nhảy hả? Mình nhảy nó phải như thế. Anh Nam chỉ cho Hunter hết cách combo chưa? Chỉ rồi, mấy cái combo cơ bản chỉ hết rồi. Cả cái di chuyển móc dây chém chuột trái cho nhanh. Nhưng mà thật ra cái đấy là lý thuyết thôi, mẹ đến lúc vào đánh loạn bố mẹ. Mình nhiều lúc mình còn quên đấy. Anh thì anh vẫn quen tay. Anh dạy cân 3 đấy à? Cái gì? Anh dạy cân 3 đấy à? Cân 3 đấy là Hunter được sáng tạo. Cái đấy là sáng tạo. Tự nghĩ đấy. Tự nhiên thấy ông bù cân 3 mẹ rồi. Mình nhìn ba thằng quay Hunter bảo đèo cứu rồi. Mình cả căng nét thì đứng ở tít ngoài đang bắn ạ. Cái team hồi nãy là team thằng một thằng em. Nó bảo là team anh đánh cho em ra máu luôn. Các bạn server này thì toàn Việt Nam mà, toàn anh em. Mà bọn đấy nó thua là đúng rồi, để cho anh em top 1 chứ. Đúng rồi. Biết em với cả anh kia là đấy, Hunter nó mới chơi được 9 trận. À chơi server này à? Server này 9 trận. Hình như nó tính tổng hay sao ấy. Biết đâu, phải không? Chơi server khác thì nó không tính vào. Yeah. Hunter đánh solo server khác mà. Ôi cụ vàng luôn này. Cứ cụ vàng mà nhân vật nó kêu ấy thì chắc chắn là đồ tím hoặc là đồ vàng. Còn mở xong mà đéo nói gì thì nó chán mẹ luôn à. Rắc trắng. Con rắc trắng á. Ai sao? Cái gì tìm cái chết sớm với bạn. Đâu đây? À, có đau xanh này anh Nam này. À có thằng bâu tim này, được, đào để anh. Gánh tim bằng cái đào này. Ô mày chưa giáp à? Chưa anh ạ.
Ai? Phantom à, nhờ, cầm tạm đi. cái giáp trắng này. Ok nhỉ. Hunter chú ý cầm nhiều móc rồi em ạ. Cái móc quan trọng. Vâng. Quan trọng. Mọi người cứ bình tĩnh nhé để em đi xem xuống đó ở đâu. À. À, bây giờ gần nỏ đấy. Nhưng mà đã có đồ đéo gì đâu mà lấy nỏ. Lấy nỏ để ngăn chặn Boti. Cũng được. Anh lên lấy nỏ đấy để em đi dụ chúng nó lại gần đây. Nỏ lấy nỏ vàng á. Không, cái nỏ ăn được vương. Đây đang chấm rồi. Sâu to lên này. Cái nỏ để bắn lực lắm. Anh cầm tạ nỏ vậy. Ba viên đổi tiền vi béo luôn. Top 1 đổi tiền vi béo luôn. Ủa em nhớ là game trước mà anh. Game đéo nào vi béo cũng bảo. Yeah. Cứ đòi đấy, cứ đòi giả vờ là trận đấy. Chơi ba nhờ, link donate tí em gửi nhá. Ừ. Mày là được 18.000. Chơi ba sai sai 200. Nó 200 chi phí kiểu phế đó mà, phế mà. Pháo xanh này. À, ừ, okay. Mỗi quả pháo rồng này đẹp đấy. Ờ, pháo xanh tôi vừa vứt ra không? Tầm này vừa vào anh sợ đéo thằng nó dám ra nỏ đâu mà. Bọn kia đâu nhỉ? Đéo dám ra đâu. Nó nhìn thấy tên em chắc nó cũng sợ mẹ. Ui nó bảo ui tưởng ai thằng kháng nết viết làm đéo gì. Mẹ lại còn gần nỏ đang di chuyển đấy. Đi đút mày đánh nó mất lên giấy luôn à? Cái nỏ này bắn đau á. Cái hôm mà anh em mình đánh cả Ziku ấy, anh bắn cái này 3 phát là chết một người mà. À, đúng rồi, thì tất nhiên là đau á. Thôi đi nhặt đồ đi. Nhặt đồ đi. Đồ đấy. Bọn kia chắc sợ nó đéo dám săn đâu. Nhớ, ngọc gì đấy? Ngọc Katana. Nếu mà là ngọc vàng ấy thì mới ngon, còn đa số thì ngọc tím không ăn thua đâu em ạ. Vâng. Cứ tìm ngọc vàng. Ngọc tím của cung thì bay ra. À buồn cười hôm nọ thằng chỗ công ty anh nó tập chơi khang nét ạ. Có một cái nhiệm vụ là nhiệm vụ chém cái chuông. Dưới cái chuông đấy thì tự nhiên đéo hiểu tự nhiên lại có cái ban thờ. Nó cứ đứng nó lạy cái ban thờ đấy, nó bảo em lạy 3 phát rồi sao đéo được. Mình bảo ô sao mày tìm được ra cái ban thờ này. Ảo cực luôn. Mình bảo đi sẽ giỏi thật tìm thấy cái ban thờ đấy ạ. Gặp ma luôn à. Ăn nhặt được cái nó cứ đứng nó mãi cũng 3 phát. Ping đi xem nào. Ông ping đi. Bấm chuột giữa vào cái đây, cái món này đấy. Nít giữa kỹ a. Cái chìa khóa. Nhặt cái đấy đi. Nhặt cái đấy rồi xuống đây. Ông như bật bản đồ lên có một cái màu cam. Chìa khóa vuông hình như là chìa khóa tiền đấy. Em chả biết. Đây, đi. Đi thôi. Đi lượm tiền. Hunter cứ vâng, Hunter nó nói chuyện ngoan mà. Composer. Ôi, anh đã bước chạy đâu rồi? Đấy, anh đang trên đường tới chỗ đấy. Nhanh không phải thính vào đấy. Em chạy đây. Bò vào. Ui, giáp tím, ngon. Ờ, bò vào. Pinh lại cho em cái giáp vàng. À, nhầm cái giáp đây, xanh có này. Đây, có giáp xanh của anh luôn này. Nhưng mà cảm giác chạy ngược bò à? Ờ, mình... Nó phải chạy ngược ra để lấy đồ. Thật ra cái bo đầu thì không phải sợ đâu, bo đầu nó đốt máu yếu. Bo ti ở trong thuyền nói anh em mình mỗi thằng 6.000 rồi. Ngon. Từ để anh để thằng Long xuống quất anh đánh. Cho cẩn thận. Đao thì lợi đấy nhưng mà đánh. Đánh. Hôm nay đứng trước cửa. Đọc vừa người mở ra nó mở. Không đọc à? Đấy. Không cần đọc luôn. Game giờ này bỏ luôn đấy. Nó bảo là đéo hiểu tiếng Việt. Anh Nam đang làm công ty gì anh ơi? Công ty đọc coi em ơi. Ở ngoài cửa có cái ấy nhá. Có cái đom đóm nhá. Đây, trước mặt có luôn này. Katana. Mẹ cầm tạ. Ôi, có ai chơi spear không? Ngọc spear. Đúng rồi, có 3 cái ngọc spear luôn. Đây này. À có vứt rồi. Ôi, chạy. Ôi ngọc vàng à? Ngon để anh chơi đâu. Chạy. Anh nghe nhường lớp trẻ đi chứ.
Đấy thì cứ cầm cho Hunter tí. Thôi thôi anh ra mà chơi đấy. Không đi ra rồi à? Anh có katana tím thôi. Giật thế. Bắn toàn trượt thế. Biết combo với cái đấy rồi đúng không? Ờ, thương. Đó cứ cứ vào bo đi. Anh đưa ngọc đâu. Anh không có thương. Trong đấy có thương nhưng mà hình như là không nhặt hay sao ấy. Thương xanh à? Thương xanh được nhưng mà đéo có. Tí kiếm. Tôi đây cho anh cái thương tím này em chơi long súa. Có lấy katana không? Cho mày katana này. Không, em chơi long súa. Đấy, đi. Đây rồi, tiền về. Có tiền rồi. Thế luôn cái quay thương của Ngọc Vàng này kinh bị đái luôn ấy. Chỉ sợ đéo quay được thôi. À là quay nhiều hơn lâu hơn à? Không, nó cái này là quay đứng im. Nó đứng im im xong rồi nó quay ngang ấy, đẹp lắm. Cái kia nhìn đã đẹp rồi, cái còn đẹp nữa cơ. Nhưng phải có ngọc mới làm được. Lúc nào vào đánh tập đánh chỉ cho mày xem. Đây, em nghĩ là nên drop tiền. Đéo lên xanh rượu à? Để mua bùa, mua bùa. Tự nhiên thấy mày đứng mới lắc đầu. Mày làm thêm tiền đi. Đấy, đi vào trong shopping rồi tính. Đây này. Đấy trai. Đây. À đấy à? Chờ nãy giờ. Click chuột phải vào tiền em ạ. Ờ, click chuột phải vào tiền đấy, ở dưới cái hòm đồ ấy. Đấy, hết rồi. Hòm đồ, à đây. Đây đây. Ok. Rồi. Đủ chưa? Vẫn đeo đủ, anh đây. Ra đây. Anh cho. Có okay, bao nhiêu anh cho mày hết thì anh giữ làm đéo gì. Thôi, lấy em gì nữa em mua máu nhá. À. Đây này, em vứt hai máu đây. Anh Nam nhặt đi. Mẹ có bao nhiêu cho ông hết đấy. Đi chết bò. Cứ vào bò đã, chạy xuyên qua khu vàng ấy. Thằng hồi nãy thằng top 2. Thằng top 2 hồi nãy nó bảo là bọn em mới có 2k2 điểm mà gặp bọn anh. Anh làm bao nhiêu điểm? Mày rồi. Anh tầm 2k thôi. Crack mẹ rồi. Biết à, rồi. Không crack. Rồi bị đít mẹ luôn rồi. Còn nick tinh rồi. Đèn thế nhở? Mẹ cũng là game. Có nick tinh xoay xoay này. Các bạn có nhanh nam ơi. Ok. Ba thằng luôn đấy. Anh đứng ngay bên cạnh nó luôn này. Yeah. Đánh con mẹ đi. Kẻ gió mạng à? Thì bỏ đi kìa. Đâu kìa. Đưa mẹ luôn. Thằng quay nam ơi. Có lịch kinh rồi luôn. Ôi. Nhờn tôi lại. Ai à? Ai nam đang đứng. Ô khỉ. Chết mẹ rồi. Ôi, nó mới bình thường. Chạy nha, chạy nha. Nó luôn tia. Luôn tia. Mày luôn tia chưa? Em vào luôn tia. Ok. Bắt đầu một này. Ok. Cứ đập vào bình thường, Bỏ nó đi. Này, đứng yên này. Hay quá. Một chết rồi. Anh nhặt ra vàng đi. Ra vàng chết đéo đâu đấy. À đây rồi, ngoài này. Đây nha, có team nữa nhá. Ok, xong nhá. Nhặt rồi. Có team nữa, chạy. Anh nào mới cười với. Sao bỏ chạy? Đó, ba thằng. Rồi đây, quay lại. Em tại em đang cầm búa. Ôi, thôi chết mẹ rồi. Anh ăn được, thôi đó. À. Nó chặt mẹ cái búa rồi. Không sao. Chết một rồi. Nhiều nha. Hình như thằng cát nó lại yếu nha. Ui giời, thế chứ lại. Còn đấy anh tưởng chạy luôn. Mày bắt thì chịu rồi. Không anh quay lại đánh là vẫn được, anh còn ulti mà. Đen quá, em tưởng là có một thằng em móc xong em chạy luôn. Thì nó bật mẹ ulti rồi. Ulti của nó về mấy mà em không móc được. Ulti của con ấy á, con Vai Vân Ninh á? Con Vai Vân Ninh anh. Như là thôi V2, anh V2. Với Khang chơi đây, em mọp đây. À, thế hôm qua chơi tiếp nha. Vâng.
Xoay đẹp thật, cái đấy xoay quá đẹp. Em mình chọn vị trí nó hơi xấu. Đây mời mẹ mấy anh em ở đây vào. Mấy anh em đang online này. Đạo đi. Đẹp cái dòng người ta. Rồi, thêm một đạt. Discord đạo gì lại thằng đạt á. Đạt trong team đụt đấy. Chưa vào bên Discord này đúng không? Ở đây anh để anh mời nó. Chết mẹ thế này. Em lại lên phòng này rồi. Hơi khó. Không thả bùa được. Đang đánh nhau thì thả ra được. Đang đánh nhau thì thả được. Nãy thấy nó bắn rồi thấy nghi được team khác rồi. Mẹ đập nó một phát rồi. Con mẹ lag quá. Đéo PM được thằng Đạt này để gửi vào cái Discord. Anh em nào sang kênh thằng Đạt bảo nó check inbox hộ tôi cái. Tôi. Mẹ đéo thể PM được cái link Discord cho nó. Đấy. Lag quá. Kiểu nó bị lag ở cái Facebook ấy. Đéo PM được rồi. Vũ Quang Đạt. Đây rồi, đỡ lag rồi. Off stream á, thằng Đạt lại còn âm thầm luyện tập à? Ủa sao mỗi lần nó lại ra một cái link khác nhau vậy ta? Mỗi lần ghét là một link khác nhau mà anh. Đây anh Đạt đây này. Alo. Sao tắt mic lại? Alo. Không online stream à? À, căn bản là mình đánh thật đấy. Luyện đúng không? Luyện đúng không? Lại che giấu đẳng cấp à? Vấn đâu rồi, nó không phải là luyện vấn đề là giống này à? Thật thì nó sợ anh em chóng mặt đúng không? Cái danh khác. Thành ra là cao. Mày cứ coi như là anh đang không live nhá Đạt nhá, đánh theo kiểu đấy đi. Cho anh em mở mang tầm mắt. Thực ra thì bây giờ cũng là do là cái trình em nó cao ấy. Thì mỗi ngày cũng chỉ thể hiện cho anh em xem 3 tiếng thôi. Thế thôi đúng không? Họp. Không, mình không stream nhiều, mình phải giữ giá. Nhưng mà có định nhiều bán vé cho anh em nào mà muốn xem quá hơn 3 tiếng không? Ô cái thằng Khang Nết này cho mình chỉ đây. Nào. Follow thằng Khang Nết nhá, cho nó nhảy. Cứ không phải mày cũng phải tính xem nào cái kiểu bán vé cho anh em sắp xem. Sắp tới là em sẽ không có gì mở, em phải stream cho các subscriber xem thôi mà. Ai trả tiền thì mình mới cho xem thôi, chứ còn những người mà không phải subscriber là cũng không chơi con này mà. Em phải chơi cho con khác thôi. Đấy. Thực sự là họ muốn thể xem cái trình cao á, mình thể hiện đấy. Đấy, kênh anh có vài anh em đang bảo là có mua 3 tháng 1 không đây này. Đấy, hỏi trước mày đây này, thì có gì mày bán thì PM báo anh em đấy. Em nghe như kiểu là xem xiếc thú anh ạ. Vào xong rồi đánh còn tệ hơn cả lúc để em mày live free rồi. Không hoàn trả anh em nhá, mua rồi là đéo hoàn trả đâu. Ôi mẹ, hai con này à? Cái này. Hai con đi. Dỗ tô hì mê. Ui, cứ đánh đi không phải nghĩ. Quên mất là mình chơi con lửa như lìn, chỉ chơi solo thôi. Đúng rồi, con lửa chỉ solo. Con lửa con Matari solo mạnh lắm. Mày cứ nhìn cái ulti con Matari ít nhất đánh team nó vẫn có lợi hơn con lửa. Con lửa thì anh thấy nó chỉ solo thôi. Cái ulti của nó ấy. Con lửa lại có chơi cái mà cái bắn lửa của nó thì lại hãm chứ. Anh lại thích dùng cái bao cát của nó hơn là cái F3 nhá, cái F1 ấy, dùng F1 F2 hơn. Em đéo biết F mấy luôn. F3 thì là bắn lửa, còn F1 à, cho mày quả dao tím này Đạt này, thấy mới hôm nay đang tập chơi. Ui, dao tím tập chẳng qua là để
chơi nó không bị củ không bị ngon tay đâu ấy, nhưng mà đấy đâu, chứ còn thực ra thì quen tay thì nó vẫn là long sword mà. Vào lại còn vào đánh cái chế độ sinh tồn. Em có cái này. Có gì? Em có thương xanh này. Đó, cầm đấy, anh dùng dao cũng được. Thế đưa đây, đưa dao đấy. À đấy, chứ phải nói rõ là như thế chứ. Có bị được rope em. Em sợ anh không đánh được dao đâu, chứ còn em đánh thì để em đánh tốt. Này. Tí đâu, sao đâu? Ông nhặt mẹ mọi người. Đâu, làm gì có dao? Anh xem ở trên. À đây, đầu, đây, đây, đây. Quên. Chưa ném ra ngoài. Chặt chưa? Đây này. Đây, tí anh em mà chửi nhau không nên. Có cả rau trắng đây này, có không lấy à? Ôi. Quên mẹ mất đều ném ra ngoài. Ném vào cái túi 2. Đây, đây đặt ơi, anh đéo lừa mày. Lại rau rau cầm tím tiếp. Nhặt đi làm vũ khí phụ cũng được. À, anh đánh bụng à, thôi. Đánh tim. Katana tím này. Ờ được á, cho anh katana đi. Đợt này đánh katana thích. Để em nhặt ra. Anh ơi, vô thành phố Hồ Chí Minh mai em dẫn đi. Sao là gì? Chắc là bậy bạ rồi đúng không? Đi lên phường. À đó, lên phường cũng bị sao à? Chứ vào thành. Mày cầm đúng người à, Khang Nết? Em đang cầm rồi, đây. À, anh cho Khang mày. Khang là ở đâu? Được. Em ở Hà Nội. À Hà Nội à? Chỗ nào Hà Nội đấy? Ờ Ba Đình ạ, Hoàng Hoa Thám. À, có phải vùng xanh không? Em không biết vùng xanh hay vùng đỏ nữa. À. Anh em đứng xa xa anh ra tính. Ừ, thấy bảo vùng nguy hiểm cái là thấy ọp mẹ luôn đó. Rời tim luôn. Không cứu chứ. À, đạt mới lấy đéo. Mày đéo xem anh cả Hunter chơi. Anh chết. À, Hunter nó còn sống bảo nó ra cứu. Nó ra xác anh, nó bảo ớ thằng này có nỏ vàng này. Nó lấy con mẹ nỏ cả thương của anh, xong nó chạy nó đéo cứu nữa. Thì mẹ mình ngớ người luôn mà buồn cười với Linh. Thằng này có nổ vàng này. Đâu có bụng của Hunter thì... Có thằng lấy cho mình ấy sao ra. Em ui giật cầm bình. Địt mẹ mày chết cười ông Hunter của đấy. Ông còn lấy cái nổ vàng cả cái thương tím của mình rồi ông ấy đi. Nếu hồi sinh mình ạ. Có chết không? Phải có chết không? Không, quả đấy may vẫn cứu kịp. Nhưng mà nó ghét ấy thì nó buồn cười cái lìn. Hunter thì ông ta buồn cười lắm. Cho kè. Mình còn ngạc nhiên với Linh nữa. Giả ngáo à? Không. Hunter hồi xưa thì ok lắm. Lúc mà chơi với anh em xong là nó bị đột hóa dần ấy. Chứ hồi xưa nhanh nhạy lắm. Chơi thì... Call of Duty đấy nó ở đâu? Ờ à, hình như Call of Duty là nó cũng giống kiểu này đúng không? Cũng có, giống á. Có giống không? Quả này. Chỉ khác là game bắn nhau thôi chứ đúng không? Con này nó thực ra Call of Duty nó có giống cái C là trượt lướt đấy thôi. À đơn Khang Nết mày bắn cái trò đéo thì cũng kiểu Call of Duty Warzone đấy nhỉ. Của Vinagame rồi đúng không? Ôi hôm Battle of Warzone. Hôm qua hôm kia lên trên stream của thằng gì nhỉ? Của thằng Sprout. À. Chơi khóa mà đéo bằng mình. Thằng ấy chơi tù lắm. À. Ừ thằng Sprout. Cái thằng ấy chỉ bắn CS hay sao đúng không? Cái thằng... Ừ, nó cứ đứng ngoài là bắn tên ấy. Thì đấy nó thì... Nó quen bắn đấy rồi. Nó bắn tên cũng kinh đấy. Quen bắn FPS rồi thì vào nó dùng tên thì đúng. Tí em gửi cho 5X xem một cái thằng nó chơi katana. Nó có cái combo con cặc gì, nó chém chết thằng kia trên không luôn. Chắc là hình như cái combo nhảy chém à? Ờ, nhảy chém hay là lướt chém cũng được ấy. Bây giờ còn làm được không? Còn nhảy chém hay là lướt chém? À, có hai cái combo đấy. Nó cứ nhảy chém katana lên trên thôi. Ui, nhảy chém. Nó nuột nà vãi lộn luôn. Mà thằng kia, cái thằng mà nó chém cũng là một thằng streamer. Đúng. À. Đúng là streamer luôn, bởi vì em nhìn em thấy tên đấy ở trong có cái sâu mắt của thằng thằng Sarao ấy, là nó có cho thằng streamer vào. Thì em xem highlight thằng này tự nhiên thấy tên ở đấy. Nó đánh con Takagi đúng không? Ờ nó chơi con Takagi. Thế là lướt chém. Lướt chém. Đúng rồi, lướt chém, nó lướt chém. Nó chém ra cái 3 phát ra, xong nó dương cung bắn phát chết mẹ luôn. Địt mẹ, thấy thằng ấy bọn đấy đó. Nó cũng phải nhanh tay đấy. Anh nó biết chiêu đấy rồi. Chúng là 3 mà. Chiêu đấy làm khó đấy, nó phải nhanh tay.
C chuột phải à? C chuột phải lướt, C chuột phải à? C chuột phải. Đéo biết được con này đéo làm được. Là em xem nó top 1 nó đúng kiểu là nó vào nó giết, nó vào nó giết mà. Tức là 5 thằng vào vào kiểu đúng kiểu là sa luân chiến này. Nó chưa kịp bơm dao đâu mà nó giết hết mẹ luôn. Cái trò đấy solo. Chỉ con Takagi lúc bật ulti mới làm được rồi. Những con khác không làm được. À thế à? C chuột phải xong rồi ship sang C chuột phải. Yotohime thì làm dao găm đấy. À, Yotohime thì một combo cũng dao găm kiểu đấy luôn. Cũng là như nó luôn đấy. C chuột phải. Ôi, bắn đánh nhau trong này này. Đây đây, anh tới đây. Yotohime C chuột phải được á? Yotohime là hâu chuột trái xong rồi kết hợp ép đấy. Đánh luôn trên không. Em bị lag quá. Ở đây anh đang đến hơi, nó hơi xa. Ôi chết rồi, xa quá, địt mẹ. Anh đéo kịp đến. Đến anh ulti luôn. Có ulti dùng hết đấy. Một thằng chết rồi. Đến. Nó chạy à? Ngoài 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 trong còn mấy thằng ấy. Rồi thấy thấy rồi. Đây đây đây. Địt. Anh bắt đầu mua trong này nhá. Sao em cứ bị pick cao như bực cái nhở? Vào 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 anh ulti luôn, có tóc vàng này. Rồi em heal cái. Bắt tóc vàng luôn. Ok ok ok, hay lắm. Rồi quay 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 đây để anh bắt thằng này. Ủa đừng, ra được tóc vàng à. Ai à? Đỡ. Đỡ bị đúng tội. Đỡ, đỡ, okay, okay. Đỡ. Anh lút đi em vào giúp cho. Rồi, xong rồi, mày quá. Ai à? Có lưng. Đéo ơi, quả đấy mẹ đánh tù ấy nhở. Đi đọ kiếm với nó. Ôi, hai thằng. Một thằng kia. Em thấy không? Có cứu không hay là để anh hồi sinh luôn? Hồi sinh đi anh ơi, có 3 thằng rồi. Hồi sinh lại luôn, ở đây mà. Hay à. Tệ quá, tệ quá. Úi dồi ôi. Hồi sinh luôn đi. Hồi sinh luôn, hồi sinh luôn. Ôi địt mẹ, tôi chết luôn rồi, tham quá, bị anh bị rơi cái bảng vào đầu. Bị rơi ngay bảng vào đầu. Ôi sao bị lag này. Lẽ ra mình phải lút ngay từ lúc trước xong mình đi hồi thì đánh quả lỗi quá. Lag quá. Ôi tè 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 tè. Thì mẹ nó trêu luôn này. Mày bây giờ mày ăn mày. Rồi hai. Sống với cày. Nó bay cùng nhau kìa, nó bay cùng nhau kìa. Ok. Ôi, đéo bắt được rồi, đéo bắt được rồi. Khó. Khó Nam Cường. Ôi hổ ơi, giáp vàng. Mình đéo chịu lấy cái giáp vàng kêu nó địt mẹ. Chết mẹ rồi. Đông quá. Em bị giật mấy phát liên tục ở team khác đến nữa. Mà sao anh cả thằng Đạt chạy vào đây rồi. Bắt được thằng giáp vàng rồi, cùng nó hồi sinh ngay tại chỗ. Mà anh em đánh nhau cái điểm hồi sinh. Đéo được mạng nào luôn. Đéo được đồ gì cả. Đấy, ulti con Viperning này quá lợi luôn. Anh phá đỏ VIP không chứ chịu. Hỏi thế thì làm sao mà dám trả lời. Không thì để đánh của con người cát được. Đánh người cát cũng lợi. Mình còn con nào chưa mở kỹ năng nhỉ? Khánh đây. Ôi. Cái báo cát con cái V ấy. V123 khác gì nhau? Cái V1 là đấm. Rồi cái gì nhỉ? Nói chung là nó chỉ tạo ra báo cát. V2 là đi ra là sẽ được thêm một cái F. Đi vào cũng được thêm cái ép. À đi đi ra đi vào cái viền đây.
Đúng rồi. Thêm Thế F con à? ô tô email nên nên lấy F mấy V mấy? F1 V3. F1 V3. Ừ, F1 V3. Nên em bị lag quá. Thử khởi động lại nào, thử reset lại nào. Đúng rồi, F1 V3 cho tôi email. Dùng cái F mà mày ném đi xong rồi mày mày bay vào ấy. Đéo biết cái con bão cát này là có sư khắc chế lắm. Ép xong đứng yên đấy, phải đứng yên để chém ấy. Khắc chế cứng con mẹ rồi đấy. V1 là 15, tồn tại 15 giây, V3 là hồi ép khi ra vào 12 giây. Hình như V2, V3 đều được hồi mà. V2, V3 giống nhau. À đâu, V... Ơ, hay là nhầm con Takagi nhỉ? Có một con là bật ulti lên là sẽ tăng dam ấy. À, ulti lên tăng dam à? Phải như nhầm con Takagi rồi. Sẽ xem không nhớ đâu. Cứ thử xem nào. Mà tôi nhưng coi chết rồi, mẹ con này bóp lắm. Đánh con này lợi hơn. Đánh con Viper này đi, đi cả Thiếu Lâm ngon. Đúng rồi. Đi về chiều, anh đi em bật chiều cùng Thiếu Lâm ngon một lúc lên. Là anh em bật cùng một lúc là ngon luôn. Bắt được cái hai thằng luôn. Chỉ sợ anh em mình đánh ở mấy cái chỗ mà khu nhà thôi chứ còn V2 của team Bắc là hồi stamina 12 giây. Rồi. Cảm ơn ông nha. Ôi rồi, anh em đéo lộng chạy hướng về cái ụ vàng. Ừ, anh chứ. Đâu, cho này nói anh em nào. Thì cái hướng của mày chạy ra chỗ anh là cũng thẳng với hướng đi đến ụ vàng đấy. Chỗ đây có cái ụ vàng thì anh không chạy ra này. Thằng Đạt nó gần hơn, thôi anh cho chúng mày hết. Câu đợt mình khu này giàu mà. Nghe ghét nhỉ. Mình thích nhìn cái chiêu quay thương ngọc vàng của quay thương ngọc vàng với lìn đẹp bà lắm mà đam đam nó cũng to ấy. Đúng rồi, nó đứng im mà đam to với lìn, nó đứng im bọn kia còn đứng ở trong nữa, bị stun hết. Nó xanh này à, giáp trắng. Tát này có rồi. Hunter ngủ rồi, Hunter đó lag quá nó ngủ rồi. Thay thằng Đạt vào luôn. Mạng của chỗ chung cư 5X là dùng gì mạng gì? FPT à? Mạng này VNPT thì sao ấy? Anh điện đéo rõ quên mẹ rồi. Các bạn em. À, cũng đánh được nhá, có 6 móc là đủ rồi. Chờ Đạt quay lại, chờ đang. Đấy, về đang đánh lại, đánh về đánh lại. Có 3 móc nha. Không sao, em làm được. Có một thằng rồi. Có vẻ là... Thế rồi. Rồi, anh nhặt được tiền rồi. Điện phía sau. Còn mẹ của đấy lướt 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 chậm đấy. Không là ăn một phát chém đấy là nó đi đấy. Ai à? Dạ, nó đến nè, đâu thế nào. Đỡ bị chúng tôi này. Đỡ cái gì? Đâu rồi? Đây, dưới này. Đèn. Thằng kia, anh gần chết rồi cơ. Hay quay đạt đây. Thế thì không phải. Còn đây, đây, nó trên này. Ok. Hay có giáp, thằng có giáp xanh nhá. Rồi, xong rồi. Ây, giời, người ta combo thế thì mày ăn làm sao được mà mày cứ đòi nhảy vào cái S. Ghê vết nhờ. Ui, vừa thấy phát. Quên. Anh chẳng qua anh không thích dùng dao găm thôi, chứ còn anh biết combo mà. Có thì có biết dùng con dao găm không? Đây em vứt cho cái dao găm tím này. Dùng thì dùng được nhưng mà không thích dùng ấy. À, không biết dùng. Ừ, không thích dùng lắm. Tại vì anh dùng nó bị mạnh quá ấy. Nó mất cân bằng game. Lấy cái gì nhỉ? Nhìn mình combo thường phát là Khang quay đi luôn đấy. Đéo được xem nào. Thằng kia chết rồi ấy. Coi như thằng kia chết rồi luôn. Đéo còn cơ hội nào để KS lại đúng không? Không còn, nhưng mà người mới phải nhường anh. À. Tí nữa.
Chắc là đủ 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 KPI thực đấy. Ra là, thực ra là cũng không muốn nhường đâu, nhưng mà sợ của em Namek đằng kia bị nó mút. Cũng định sang đây KS nhưng mà đéo kịp. Ôi, muốn làm KPI cả đôi. Nhìn bên nào cũng khó. Bên này đang lỡ đường nào chết thôi có bên kia. Riêng cái dao găm này anh em nhá, riêng bật người vàng lên nhá là khắc chế mọi CC luôn. Đấy, thấy không? Em đồ anh biết đòn vàng đấy có tất cả ở bao nhiêu vũ khí. Có cái gì nhở? Cái thương có này. Con dao găm này có này. Còn mấy cái khác thì anh chưa thấy. Cái đại đao lúc counter lại. Đại đao counter lại á? Mẹ vẫn bị phản như thường. Không, cái đại đao lúc mà được counter được của bọn nó ấy. Có không nhỉ? Cái đòn vàng của nó hiện ra là không thằng nào đỡ cả. Đây gọi một thằng đến. À, có nghĩa là lúc mà xuất chiêu được rồi á. Đúng rồi. Mình đã counter được rồi, mình bấm cho trái luôn đấy. Bổ xuống đây rồi. Đây rồi. Thương tím, đéo nói nhiều. Anh Đạt mua được thương chưa? Nãy giờ mày không xem mà nó thì không muốn được chạy nhanh. À được rồi. Không à. Chạy được nhanh chắc cũng biết rồi. Thôi, đã định bảo anh Nam đã chỉ chưa để nhưng mà anh đảm bảo luôn thằng Đạt chưa biết đu tường nhanh, đu cây nhanh. Chắc là chưa biết rồi. Cái gì đu cây? Ôi, bây giờ chỉ có làm nào để bắn cầm nỏ bắn headshot vào đầu nó là không biết rồi chứ còn. À thế mày phải bẻ cong cái mũi tên ấy cho nó bay vòng cung. Đạn đuổi quỷ quá lỗi đây làm lại đấy. Di chuyển mình cứ đi trong vô định thế nào mày. Đói, có con tí hết mày. Có hết rồi. Ăn đi cho chúng nó ăn đi. Ăn đi cho nó đỡ ăn. Lỡ tí mình đánh nhau xong mình mất ulti mình quay lại sao anh? Đéo ai quay lại đây. Sao mà nhớ là cái bụi nào? Quay lại thấy có thằng nó đang ngồi ăn. Ăn 3.000 tiền. Đéo nhiệm vụ là. Mình có nên vào bãi nấm vét không nhở? Thế à, đạt có hay đánh thiếu lông nhở? Em đánh được thiếu lông mà. Em có nào chả đánh được. Mày bảo khăng nết dạy cho trò dùng titan đu dây. Con mẹ vãi lồn luôn. Địt mẹ titan đu dây. Đấy. Cho đấy thì anh chịu. Con mẹ nó cũng lại có spear xanh này. Mình bị săn à? Đúng rồi, anh Đạt bị săn. Đây để em ăn logo ti săn lại chúng nó. Thằng nào hên thì thằng ấy được gấp đôi 2.000. 18 nó bao nhiêu? À, cho anh à. Ok em thấy không? Chơi thoải mái. Chơi luôn cái cần đĩa. Làm sao? À. Bố mày ulti luôn đấy. Một thằng cũng ulti. Ơ à, chúng ba. Thôi xong rồi. Nó chết chắc rồi. Ăn con mẹ cái rồi. Địt mẹ, ăn cái nấm vào mồm. Ê, ra đi để em thoải mái nhá, cứu được nhá. Sau lưng có một. Cứ giết người đây. Con mẹ ăn ngay vào nấm vào mồm. Đừng cứu vội nhá, nó ăn titan. Ok ha. Ô thôi xong rồi. Đen rồi, hai team. Ờ ngon. À, mình còn hoa sen mà. Được, giết được. Một hit nữa. Ok. Móc dây đấm luôn. Rồi, tốt. Cứu được. Đỡ phải hồi sinh. Mày quay ơi. Bọn này nó cứ lắc nào nhở, đánh bị giật người này. Nó đi ra hồi sinh nhở. Chọc nấm, chọc. Anh đặt nút đồ đi, anh đặt nút đồ đi. Chọc nấm anh em ạ. Chuẩn bị chiến tiếp rồi. Chọc mẹ nấm mới đau tôi chứ lại. Thằng mà cái thằng mà lút cái thằng mà săn mình đến trước ta
Chết rồi đúng không? Chết rồi. Thằng con náo nòn của chúng tôi. Tao đánh này. Tao bắn em này. Ok, nhìn đây, nhìn đây. Em về đâu bắn này. Ở đây đấy. Đó, cho đây. Nhờn chúng tôi này. Đấy, đạp đánh ngay kinh đấy. Ô, cái cụ vàng đấy. Ra lấy luôn. Thằng đạp nó cái ép tôi ở đấy ấy. Tôi chọc đúng móng chân của con. Hết hồi sinh nhá. Ok nha. Thôi đi shopping đi. Nhiều thương mới mày nghĩ. Đánh ha. Chỗ làm gì có ai đâu. Đó, thế sao mà. Ê, shopping thì sao? Tớ đang bị shopping chỗ đấy, tưởng có team nó này. Ôi, nó mua hết bùa rồi. Chập. Rôn ngọc đấy. Đây em rôn ai hết rồi đấy. Hết tiền rồi. Mà thiếu móc đấy nhở. Đây anh rôn đống ngọc này. Ôi, ngon. Ngọc này vẫn cho kháng nết hay à. Dưới 50% máu thì đan tăng. Được đây. Được đây cho em được. À, đây có ngọc blue, có hai ngọc của ngọc tím của ấy này, của bỏ hết. Phế lắm, ngọc vớ vẩn đấy. Long suốt này. Long suốt ngọc vàng cơ. Ngọc suốt là của quay với cái ấy đúng không? Đây rồi. Còn của quay này phế lắm, quý bắp. Đòn chém thứ ba cho nó hay counter lắm anh ạ. Không nên dùng. Đỏ vip anh ơi. Blue moon là bùng gì ấy. Blue moon là đòn chém thứ ba phát ra kiếm khí. Còn cái của quay kia là hất lên. Dùng mấy cái đấy chỉ tội chúng có counter thôi. Cái Blue Moon là không nên dùng. Khang nét là để nhiều hồi xưa chơi cùng con gì đúng không nhỉ? Among Us đây, xong rồi vừa vào tận dí chết đây. Khang hồi nhiều nó toàn dí chết mình Among Us đâu không nhỉ? Đâu, em làm việc gì ai anh? Nó vào nó chết mẹ luôn. Em vào phải chết chục ván. Em ghi mối thù. Vào đéo chất nào được chơi ở toàn vừa vào đéo bị vốt chết thì cũng bị giết chết đấy. Tôi là con Phật vừa rồi á, team còn hai đang lút à, thôi tha cho hai bạn đấy, các ông cứ kiếm điểm vào top 2 thì gặp bọn tôi. Ừ. Nhiệm vụ của mấy ông là giết những team còn lại đúng không? Hết tiền rồi. Khu này lút chết nhỉ, đây ra mấy khu này đi. Đéo có bùa rồi hay là đi ăn trộm cái thính đi. Nhiều giáp không? Còn đang có 7 giáp xanh này. Có 8 không? Anh có 8 rồi. Toàn mang 4 máu cả 8 giáp. Anh tưởng cái hâu chuột trái cả chuột phải nó khác nhau cơ. Hóa ra tinh hai phát như nhau ạ. Cái thương thì nó khác nhau. À nhờ nó giống nhau nhầm. Ờ giống nhau cơ. Còn kiếm khí thì khác. Cái ngang cái dọc. Cái katana anh thấy nó như nhau. Chém ngang chém dọc thì cứ trúng thì nó cũng đam như thế. Chém ngang thì độ rộng nó to hơn. Chém dọc thì dành cái bọn đang bay ấy. Mà cái này đéo ai biết là lúc đéo nào nó nhảy. Thật nhiên. Mình đi ra ngoài bò rồi. Cảm nhận thôi, nó cảm nhận thôi. Người như anh nhớ lần cả nhớ. Anh thường là anh chi nhảy. Ách, toàn nhảy. Ui, non, thính ở đây. Có mỗi anh chưa có giáp tím ấy. À, ngồi đây lấy. Có thằng nào bán à? Đâu anh, làm gì có ai. Đéo anh Nam đâu nhỉ? Đây anh lấy giáp tím đi. Để em ra em chơi cho à, em lấy cho. Được, đưa đây. Đấy. Hướng nào nhá. Hình như anh đặt bắn. Đi. Không bắn gì. Ờ đúng rồi, nếu mà người khác bắn là nó lên nhạc mẹ rồi. Phải đặt bắn đấy. Còn mẹ ông. lừa đảo à. Ông nghe nó cứ nghe giả rồi. Giả chân nữa. Không thật. Không nghe giả chân. Giọng kiểu giống DCX lắm. Anh làm nay gì rồi? Vàng à?
cái danh anh cũng không để, hình như anh 2001 điểm. 2001 là vàng 1. Đánh 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 cái này nó lên điểm nhanh lắm, nó không như cái đánh solo. Ừ, solo à em thấy nào. Đánh solo chỉ còn tầm đánh khoảng tầm 5 5 3 trận là thấy khác, đã thấy khó rồi. Đâu ấy? Thế ở sau tảng đá này. Ôi giời, giật cả mình. Ô nó thả. Rồi xong. Ra mình vẫn ăn được. Mọi người ra đi, mọi người ra đi. Ăn kịp này, kịp này, kịp này, kịp này. Ăn kịp. Mọi người ra đi. Ôi đông nhá, cả trước cả sau có nhá. Có nhá, đông lắm. Đi chạy xuống. Đấy, chạy phía này. Mẹ không ngủ. Xuống rồi. Nó bị lẻ rồi. Không sao. Nói về khả năng trốn thì anh vô địch mẹ rồi, không phải lo đâu. Em có cái súng thú chó này, anh nào lấy không? Thôi, mày cầm đi. Cái đấy mày cầm đi. Anh dùng cộng nỏ. Em có đâu có đâu. Em thấy rồi. Nhưng mà em bắt được thì phải có người thui chứ. Anh ghét dùng thui chó lắm. Không rồi, cứ đưa đây được. Cứ đưa đây. Số 1 là đây. Số 1 là mình mà. Đây anh đang ra chỗ chúng mày rồi. Đi đường vòng. Một lại. Điên vòng lên trên đây có nha anh ơi. Đó là nhà này có này. Con tao bắn. Thôi chết rồi, thằng Đạt nó đang ở xa kìa, thằng Đạt nó góc khác mẹ rồi. Ôi, sao anh Đạt lên đi kìa. Quay đó nó, đó đường này. Quay đường này. Em bắt ra anh. Anh nào đây này. Đang chạy dạo quanh khu. Rồi, cố chạy vào đây. Con kia thả bùa mà mất đấy, chắc cay lắm. Đấy, hay à? Hết thời gian. Đây. Có thằng bắn đấy. Đi vào đây, hồi giáp đây. Bắt bùa 12.000 giờ chỉ còn đúng một bùa 16.000 nữa thôi. Ngon. Cái bùa vàng hơi khó, Đạt off rồi. Cứ bảo mẹ bon chạy ra quần phi này đi thằng này. Đạt nó bảo mẹ bon rồi, anh mẹ tưởng nó đang trong mượn nick. Trận đầu tiên top 1 một tí nhá. Đi ra ngồi đây được này. Sát sát map. À mẹ boss trước còn hơn đấy. Các bạn này. Chiến là chiến. Đấy em à, thằng này có ngọc bắn thẳng, ngon. Đánh luôn này. Đánh nhá. Bắt cái Matari. Ôi thật chết rồi, nó mà có ulti đi. Thôi xong rồi. Ôi, nó có ulti nhá. Em bảo bắt Matari mà. Ôi đấy bắt em rồi. Nó làm sao, tìm mày rồi. Ôi, thiệt luôn ạ. Đây, anh Nam chạy về bên em này. Ôi, bọn nó biết chơi vậy Lin à. Đi rồi. Mày bắt sớm được tí nữa thì anh sống được. Rồi, chụp đúng rồi. Má, thằng này có chuông. Ơ, à, sao nó bật được chuông, nó không chết à? Ờ, nó F1 anh ạ. Hay lắm. Hay quá nhỉ. Chấm máu rồi. Bắt được ăn luôn này. Hay quá khẩn đấy rồi. Ôi. À này hay quá nhỉ. Đéo cứu kịp rồi. Hơi khó. Là thế là quá kinh rồi đấy. Thế đấy quả đấy bắt được nó cũng thương binh mẹ rồi. Thì mẹ nó combo của mình chết tươi rồi. Dần. Con cái ma ta đi. Nó khắc chế cái ulti của anh mà. Có em á. Bộ skin gì trong lạ này. Của thằng Lyric anh ạ. Thằng chơi chung với thằng Shroud ấy. Lyric với thằng Summit với thằng Shroud. Ba thằng có ulti. Có skin này. Team có Matari. Team mà một mình có Matari, bắt Matari trước. Team mà có Viperning, bắt Viperning. Ưu tiên nhất vẫn là bắt Kurumi. Em vừa bảo là bắt Matari xong.
Ủa, anh còn chưa kịp nhìn là bắt thằng nào anh đánh anh quả, cần chết quả này. Quả đấy lẽ ra mình đéo lên bật ulti luôn nhở? Đúng rồi, anh bật ulti là sai rồi. Mình bật ulti luôn làm nó kích hoạt ulti. Là mình đéo lên gì luôn? Nam anh bật ulti làm cái gì? Em còn nhìn thấy. Đúng rồi, mình dại quá, quả đấy mình bật lên làm nó dùng. Chứ còn mình không bật thì nó sẽ đéo dùng. Nó biết hay sao? Chưa biết. Ôi trời ơi. Ở khi thôi. Rồi, đi con mẹ, lộ rồi. Ôi trời, đi. Thằng hai team. Ui giời, hai cái móc vào mồm luôn ạ. Trông kìa. Con chạy được đấy, con chạy được đấy. Đi con mẹ. Hay quá nhờ. Mẹ mà cái hụi. Thằng nét đánh gần của tôi rồi đấy. Ôi trời ơi, rồi xong rồi. Ba thằng vừa xong hay sao ấy. Con chuông. Kể cả chuông cũng kéo đỡ ba thằng. Trừ khi counter thành công một phát thôi. Ôi trời ơi, nó đuổi đi. Này đi. Thề cái trò này tầm thì mẹ bị ba đứa quay khó chịu lắm ấy. Kéo làm gì được. Rồi xong rồi mất xác. Rồi cố gắng rồi. Đéo làm gì được mà. Chết. Trừ khi counter được đúng một phát thôi. Bọn nó rơi vũ khí thì bay ra. Còn không vứt hết. Vàng 5 tên... Anh đang vàng 5. Nghe còn tên là Alphabet. Nghe những kiểu mấy. Mấy cái gì. Toán học. Lớn bé các kiểu. Nghe thì ghét rồi. Cuối cùng thui chó đéo kịp dùng. Rút kinh nghiệm, lần sau đéo ulti cả con Matari sớm. Nhìn này. Matari trước anh ạ. Matari counter được nhiều cái lắm. Ép của nó cũng out ra được khỏi T-Max mà. Đam khang nết bằng thầy Nam với đạt cộng lại. Nó hóa to thì nó lên đam nó chả to. Mà thằng này nó còn chơi 40 nick nữa thì còn đào coi không à sang nét. Em thì vẫn đào bình thường, vẫn đào giếng. Câu trả lời là có hoặc không thôi. Thế thì có. Đấy. Tôi bảo với 400 máy cơ mà. Ý này kiểu đéo không có ông ạ, nhắn tin anh cho em cái máy như ngày xưa. Vừa lấy cái lúc mày đánh ấy. Ta anh bảo là thế đéo là tí nữa có thằng sẽ chạy đến chỗ thằng khang nết chết và đưa cho nó cái thương vàng. Địt mẹ đúng thật ạ, bố tổ. Nickelon với Lin. Lúc mà mày nhặt được cái giáp vàng giáp bạc đầu ấy. Cái giáp vàng là em vừa xuống phát em nhặt được. Mình bảo thế đéo là tí nữa có một thằng giả vờ đánh nhau với thằng khang nết và thua rồi cho thằng khang nết cái thương vàng. Lúc sau cái thương vàng thật địt mẹ. Nếu mà bắt thì tôi thích dùng cái ấy hơn, thích dùng cái V3 của Thiếu Lâm hơn, tại vì đập xuống nó được hồi máu. Thì em cũng dùng V3 mà. Anh em bảo dùng V2. V2 là bắt được cả đồng đội. À F2 à, F2 vào mõm à. F2 là counter được rơi được vũ khí à. Không, cái F2 của anh kìa, cầm lặng. Hiểu. Nó phải để như thế để người ta có cái công, có cái động lực người ta cày. Chắc chắn là phải có những cái F hoặc những cái V nó off. F3 là văng người. Mỗi chỉ văng người thôi. Con Vibening này thì đúng là phải dùng F2 rồi. Con Vibening này F xong rồi V xong rồi nó hồi F. Mẹ mày đéo đánh luôn. Anh em muốn biết khang nết nó đại gia như nào thì lên YouTube. Gõ khang nết độ Missy. Không gõ mỗi khang nết thôi các bạn, tôi đang like. Có xong rồi vào ủng hộ là được. Đấy. Cái hôm mà nó donate cho độ đấy thì nó donate cho tôi 8.000. Đấy, anh em cứ so sánh đi thì theo anh em là tôi nên chơi với nó nữa hay không. Có donate à? Đấy, cứ xem thử xem. Theo anh em quay lại đây, anh em đi tìm cái clip đấy rồi anh em quay lại đây comment một câu cho tôi. Thích là còn được donate là được ngon rồi. Đấy, anh em như bòi luôn đây này. Đấy, mày xem vào chứ mẹ. Còn kênh YouTube của nó là Khang Nết, anh em sang đấy comment chửi nó cho tôi. Bảo anh em như cặc. Tình nghĩa sặn lòn. Sang đấy comment đúng câu đấy rồi về đây. Đã tải được tần trung chưa? Chưa.
Ông Dũng bảo một hai hôm nữa, nếu mà tải được thì test sao cũng được. Vũ, Vũ em tải rồi mà thì chưa dám chơi. Cứ sợ đeo gì. Vũ thì đéo dám chơi, mày đéo dám chơi thì mẹ nghe vô lý. Bạn là chơi xong nó không được như xưa, lắm hiểu không? À. Chơi lần đầu, chơi mà không được stream thì chơi làm gì? À đúng rồi, mình đã chơi là phải stream. Mày chơi phải stream. Thật nó mới có cảm chơi xúc. Chơi stream mày thì... chơi. Thật ra chơi game kinh dị nhá, mà mày đéo stream chơi chán vãi lìn luôn. Cái cảm giác nó thích lồn nào ấy, mẹ khó giải thích. Ông căn bản là do anh stream anh sẽ có cảm giác khác. Thật ra anh chơi Ngọc thì anh có sợ đâu, toàn diện. Ơ, Ngọc Dagger à? Đúng rồi. Ngọc dùng nhau là khăn hết. Hâu chuột phải mà trúng ấy thì nó sẽ kéo địch về rồi nó đâm một phát. Đẹp à, rồi. Cứ thử đi. Hiểu. Nó ném con dao ra kéo về thế. Đúng rồi. Đâu? Hình như nó đang đánh nhau này anh. Hiểu không? Hiểu mẹ đi, sợ đéo rồi. Chơi đấy. Anh test rào luôn. Đâu rồi? Rồi, thấy rồi. Gần mày đấy. Có tiếng ô đây rồi. Lại vào đây. Tốt. Bắt luôn này. Cho mình đi xin đá bạn ơi. Cho xin đá bạn ơi. Cái gì cơ? Nhờn chúng tôi này, hai thằng luôn này. Ôi giời ơi, chạy đến nơi thằng Đạt nó nhậu vào mất rồi. Giáp tím lấy luôn. Dỗi đéo đánh nữa cho hai thằng chúng mày đánh. Chả được mạng đéo là cả. Vừa vọc đến nơi thấy ông Đạt nó bay tới. Nhanh lắm. Chán đời thật. Thằng Đạt giáp tím này. Dỗi. Cầm đấy, cánh tiên cầm đấy. Thôi, em hóa to được, không lo. Sợ bị anh bị sốc đam. Anh có giáp tím rồi. Đâu giáp tím đâu. Dỗi vẫn lìm cho anh đâu. Ẩn này xuống đã. Quanh đây có cái nào nhỉ? À, quanh đây thì có cái này gần nhất thôi. Kéo lên đấy để gặp chúng nó đang vừa hồi sinh. À, đi dần có lên. Có cái long suốt tím luôn này. Được, cho anh long suốt đây. Anh trả mày cái viên ngọc dagger này. Anh đéo theo. Em không xài. Sai, chỉ có mỗi anh Đạt xài dagger. Dagger nhưng mà không làm gì có dagger đâu mà chơi. Anh cũng vứt dagger đi rồi. Dagger để chìm nhau à? Dagger trắng. Vừa lấy thằng top 2 à, thằng top 1 trận à, thằng đấy nó đéo top 1, thằng Monkey nó đéo top 1. Nó dùng cái con đao xanh từ đầu đến cuối á. Mẹ nó nhất định nó không dùng đồ tím. Cái này đao xanh không? Tí top 1. Không, anh thấy mẹ đéo đủ trình nhỉ. Chơi đi nhưng mà anh có Dagger ấy hả? Bounty này. Dagger 1 cũng được mà. Vừa Dagger 1 yếu lắm. Anh Nam này, có ông sang bảo là anh em sao lịt đây này. Em buồn lắm. Thì mày đúng là như thế thì anh em comment thế là đúng rồi. Bình thường nếu không là anh em quay lại đây bảo anh là anh là thằng sạo lìn. Gần bounty này. À, bounty anh vừa nhận này. Bounty này. Bounty nhá. Anh em phải chửi vào mặt nó cho tôi chứ. Một anh em là chưa đủ, thằng này nó chưa biết nhục, anh em phải đông vào. Ôi, hết móc rồi, anh còn 4 móc rồi. Đánh nhanh bọn này cái. Rồi anh em đi shopping. Hình như cái bọn vừa xong sao ấy. Các bạn này. Đánh đâm nha. Hình như thế. Nếu có thương sẽ nhanh nhở. Đấy, anh có thương, anh vứt mẹ rồi, có dagger thôi. Cái dagger thì cũng chạy được mà. Em cầm mà đao. Cầm đao thì cũng chạy nhanh được thôi, tất cả. Đao chạy chậm hơn. Đao với Katana chạy như nhau. Gần như là đéo lên. Đao vẫn hơn một tí nhỉ. Đây nó đánh khác này. Đây rồi em thấy không? Tiết kiệm móc vẫn nhá. Nó đâu dùng đánh em đâu. Bắt được thì bắt. Đánh nhanh anh ăn vừa ăn quả. Đang nhớ kẻ trồng cây. Mà chết rồi. Còn mẹ. Còn đéo nhìn thấy địch luôn đấy. Bạn nó, à, quên nhầm team hồi nãy. Giết luôn. À, rồi có móc này, đây rồi. Mày lại
Ôi hết móc rồi. Đây, em móc được. Xà vãi lìn luôn ấy. Cho nó chạy. Địt mẹ, chỉ cần chạm được một người nó, anh câm lặng cái là nó đi luôn mà. Ơ, nó đâu anh? Nó té vãi lìn rồi. À, trên chỗ anh đặt. Mẹ, mình còn bảo cho nó chạy để mình ăn cái ụ vàng xong đã. Con mẹ, ít móc quá. Đâu rồi? Thôi té rồi thì thôi. Anh bảo có nhớ chỗ dưới đằng kia không? Không thì đi shopping đã thì không phải thiếu. Ôi, thiếu thốn quá. Bọn kia cũng vừa mới hồi sinh ra, chắc tách. Ờ, mình ăn được cái bounty là ngon rồi. Ba anh em đéo bắt được nó. Kéo nó giật về rồi Nguyên. Kéo nó giật về rồi. Không, nó chặn lên cái này mất đầu nó. Nó trốn vào đâu đấy. Mister là lấy tiền à? Kéo cần. Anh Nam mua bùa không? Đéo cần bùa đâu. Ok. Cứ ưu tiên mua hành lang cho mình trước đã. Cho em một ít tiền, 100 đồng là được. Này, cho hết đấy. Anh không cần tiền. Okay. Đây, anh vừa đồng. Đi nhặt được 150 đồng anh mang cho mày tiếp này. Đây. Thôi. Cầm đi. 100 đồng là đủ mua bùa 8.000 thôi. Thôi. Địt mẹ anh em nhau. Thế đưa móc đây. Ok á. Móc phải tao nhìn thấy mà. Chia sẻ cho nhau. Đấy, nó mới có 150 đồng mua móc đấy. Đấy hỏi. Này, sao đúng mày này. Dỗi, đéo lấy tiền, nữa. Tiền đây anh lên mua đây này, này. Đây, tao đầy móc rồi, tao đéo cần nữa. Nhìn 8 này. Có làm thì mới có ăn. Đi cho em vui. Đâu, rồi. Còn nghìn nữa mà. Con à. Đấy là ném ra. Chê thì thôi. Xa thế thì. Mày ném xuống bách núi thì. Rồi. Mẹ đều thật nó cho tiền nó còn gây thử thách cho mình nữa cơ. Hello. Ít đi lên. À, còn một phút bùa. Vào cho em lấy cái giáp tím nó đẹp. Chưa thấy thằng Khang Nết nó kêu anh em sang đấy chửi nó nữa. Tôi hơi buồn. Thằng này là phải chửi nhiều ấy, nó mở mang đầu óc. Ôi thử đéo đủ rồi. Mình lên lấy chòi ấy. Để em check xem nào. Đâu chỗ nào đây á? À? Quả này. Ở trước mặt này. Lấy nỏ ra. Đúng rồi. Top 1 vừa lấy đánh cả đạt trận đầu tiên ở top 1 rồi còn gì anh em. À, đánh với Hunter à? Đánh với đạt được trận top 1 nào chưa nhở? Ôi, mấy chục trận này. Không, bà bảo từ lúc anh em vừa đánh cơ mà. Đấy, chả là 2 trận top 1 rồi. À, 2 trận rồi à? Kiểu nhiều quá ấy, xong đéo nhớ ấy. Rồi, ngon rồi. Đầy đủ chỉ tiêu. Mọi người thôi, ra liền. Không phải ra đâu anh đặt, em ra em nhặt rồi. Để em một cho. Một thằng mất bùa. Đấy, anh em cái kênh YouTube của nó là Khang Nết ấy. Sang comment của tôi câu chửi rồi. Ai có thằng. Anh chờ em tí được không? Mà không dụ vào đây anh ấy. Đây dụ vào đây. Em ra đón này. Đây, xuống cực đủ. Thằng bọn nó vào rồi. Ôi, nhanh quá. Ba thằng ạ. Vào sau hay đánh luôn, Khang Nết. Vào sau hay đánh luôn. Đợi tí. Đợi nha. Hai team. Để em nhặt xong cái đây cái. À, đường nào thì nó ở đấy chưa cứu được. Ô hết rồi. Ô mày nè à. Hết từ bao giờ rồi thằng này. Đéo được rồi, anh. Mẹ thằng chó kia. Có thằng nó chui thẳng vào chỗ em rồi luôn. Ai à? Còn mẹ khi không mình bị lộ vị trí rồi. Ô, bắt đánh à? Nó bắt vào em. Được rồi, để anh. Nó phản đòn thường, có một thằng đây anh ạ. Nó phản đòn thường của đại đao, nó đợt lại đau quá.
Hello bình an. Mẹ mày này. Ok, cứu ai? Nào mày. Cứu ai? Thôi anh ulti để anh ra cứu mày. Kéo đánh với hai thằng này đã. Anh chạy ra chỗ em chấm sẽ có một thằng nữa. Kệ đó, kệ đó. Chỉ sợ chúng nó đuổi anh đấy chứ còn. À, bọn nó đang phải kịp thôi. Kịp. Ui, chấm luôn. Hợp lý. Pikachu anh em ạ. Làm Pikachu ấy. Đang phải dùng ulti để ra cứu khoang nét thôi. Không thì thoát được là do hai anh kia nó đuổi. Mẹ nó nhặt hết đồ của em luôn. Cay thật. Mày chỉ cần có giáp, có vũ khí anh em quậy đánh mẹ luôn. Rồi. Đây, quậy được này. Anh thấy bọn nó còn xác ở đấy mà. Ung thư gan. Vậy chú đánh nhau đông lắm đi mẹ chú ơi. Chú em đạt có chết. Hai team đang đánh nhau. Xong có một thằng chó nào. Nếu làm sao chui vào đâu ra rồi. Nó vào tận bùa nó chơi ấy luôn. Núi nó đang đi làm anh em ạ. Đây rồi. Quay luôn. Ở đi. Em bắt đầu tiên luôn này, anh cứ đánh thoải mái đi. Ok. Hay lắm. Đập là chết, Thằng yếu rồi, nó ulti chạy rồi. Hai thằng. Tìm khác là cái team khác là cái thằng. Em biết rồi. Cái thằng này đã giết em rồi. Ôi nó thả bùa nhá. Ok. Các bạn này, anh Nam bên này đi. Đây, đang ai. Có đừng có nguyên team rồi. Sắp tím này. Có một thằng lẻ này. Ok nha. Ôi, đau à? Địt còn mẹ vãi lồn. Nổ tí nhá. Ma hết móc ạ. Quên mất là mày vừa sinh cơ. Địt mẹ. À quên mất nó bị ấy. Cái gì nhỉ? Rồi cứ ở đấy. Anh cứu được. Cái ulti của nó không dùng được móc. Ồ. Thế này đéo phải anh Nam à? Thế còn vài vấn đình nữa nhanh Nam. Chạy qua Nam ấy kìa. Còn ulti đấy. Tịt còn mẹ lắm. Còn ulti đây. Giết con này trước. Mẹ. Đúng rồi, đuổi theo con này chết mẹ đi. Rồi cứu em anh ơi. Đéo biết ta kịp không, lần này sợ đéo kịp rồi. Ô, em cứ tưởng là anh bật ulti nên em cứ đứng đấy. Xong em còn tưởng là em hết móc. Nó bắn đéo được đâu anh ạ. Nó bị xe cây à. Ui, hay nhá. Chạy ra anh ơi. Địt còn mẹ lại ăn cái móc kìa. Ôi, tìm khác, chạy đi. Đéo, mình đã chạy kịp rồi. Đánh quá nhờ. Địt mẹ. Khó quá. Một thằng đó thì mình còn đánh được, nhưng mà bọn nó móc liên tục để đéo chạy được. Team bọn này chết hai rồi này. Có đá sơ chim bông không? Của đấy đánh nhau đội đông quá. Anh Khang đánh hay quá, trả bù cho anh Nam. Đi. Chán anh em Sang đấy, nói toàn những câu như thế thì tôi bó tay đấy. Sang phải chê rồi cố gắng nhé. Nha, chào mọi người nhé. Dịch không có tiền mua mặt nạ nhưng vẫn muốn làm đẹp. Cậu mẹ đắp mẹ cái bánh tráng với cái cái bánh đa. À, cái trắng đấy. Bố tổ. Người yêu em ấy vừa mua quả tinh dầu thơm phòng mùi băng vệ sinh để địt mẹ lại còn tế nữa. nó giống cái mùi băng vệ sinh kia. Cái đéo gì nhỉ? Sunshine.
Mùi lên mùi có vị xí. Thì mùi người yêu em thì em biết anh. Thì thằng Căng Nết nó hay ngửi. Nó cũng xài cái đấy mà. Phải hay ngửi thì mới biết chứ còn. Đấy đó. Cái gu của mày nó cũng kinh đấy. Anh nói ra hết thế, người ta bảo em bệnh hoạn. Thôi, em sang kênh ấy. Khang xem kỹ năng, bên anh chỉ anh bốc vét. Thuốc phạm mày phải ban rồi. Nói câu ấy đéo được. Bình thường thì chỉ rít thuốc ấy. Rít. Địt mẹ, để sang unfollow kênh. Hỏi xem có tinh dầu này không, cho Nam X về bú ba mẹ. Địt mẹ, lần trước thằng đéo nào nó bảo đổ về đổ dầu gió ạ. Địt con mẹ vãi lên. Là mấy bố ba mẹ cái khen thơm bị được. Tinh dầu vết mùi băng vệ sinh. Nhưng mà nó mùi y chang cái mùi băng vệ sinh luôn. Mà thỉnh thoảng đi trên đường em còn ngửi thấy cơ. À. Để biết là các chị như nào. Hay là mũi mày là đéo bình thường rồi đấy. Ừ, ám, kiểu ám ảnh. Cưỡng chế cái gì đấy. Rồi ám ảnh rồi. Ám ảnh cưỡng chế kiểu điện tử. Nhạy cảm với cả mùi đấy. Ông kiểu nghiện. Nghiện. Kiểu mấy thằng nghiện thì nó ngửi được cái mùi. Thính lắm, ngửi ra mùi luôn đúng không? Vãi lìn sợ ông. Không phải thế, mọi người cũng nghe anh Nam. Nhưng mà nó mùi băng vệ sinh thật. Bệt mẹ. Bật lên em cũng tưởng là sau này nó lại vứt cái băng vệ sinh ra như thế. Vào nhà vệ sinh nó còn đặt trong nhà vệ sinh luôn. Thế lại càng dễ nghi ngờ hả? Ừ. Mãi sau em ngửi em chõ cái mũi vào em ngửi mới biết. Địt mày còn dí cả mũi vào ngửi. Thua. Ông Khang Nết này lại còn có hôm ông bảo người yêu ông ngủ lật bím cơ mà. Địt rồi đéo ngủ lật bím mà ngủ như nào. Là lật ngửa. ngủ đến lật bím này. Thật mà cool fresh dễ ngửi lắm. Đấy. Chung rồi. Cách đồng xa rồi. Vẫn ngửi thấy. Ôi thế. Sao lại tôi đéo biết nhở? Thật em đã biết rồi đấy. Mấy ông có vợ dành lắm. Vợ các anh nghệ sai lại khác. Thề luôn đi mẹ nó mà có đóng băng tôi đéo là dí mũi vào tôi ngửi băng vệ sinh nó làm đéo gì cả. Đây là Khang Nết rồi. Sợ thật. Đéo biết nói gì nữa. Mày bây giờ mày không dí mũi vào người thì làm sao mà mày biết mùi đấy đúng không? Ok. Thì đây. Đấy. Nói ra thì lại bảo mất lòng nhưng mà nó là sự thật. Có một tim. À có đấy. Cứ lúc thoải mái lên, từ này cho người ta nhá. Bị đánh thì gọi thôi. Ai da, đã đá vào mồm rồi. Rồi, có giáp xanh luôn, ba móc. Có chỗ ai có cói kìa. Đây, chỗ Khang Nết. Đánh này phải hú lên okay. Tiếng nhé. Đây, anh đến rồi, Em chưa em chơi được. Ok. Mày giết em sao tao. Sao không đỡ được nhờ. Mày giết em tao á. Ây à, khó rồi. Một thằng. Nó đang cứu, Ok á. Tốt. Ôi, đào nha. Đỡ được luôn. Mẹ nó chứ. Có thằng phát hồn rồi. Chết rồi. Hay lắm. Rồi, ok. Hồi giáp các kiểu nhá, nó hồi sinh luôn đấy. Đéo có giáp, có. Hồi máu vậy. Này. Không có giáp thì hồi tạm máu. Ok, hồi. Hay quá. Đạt tốt đấy. Đang định ăn mảnh thì mẹ đập cho bay được từng người. Cái giá phải trả của việc ăn mảnh đấy em. Em nghĩ là chúng nó sẽ lên nỏ đấy. Mình lên chiếm trước không? Đây. Mình đi loot thì đang đéo đồ gì ấy thì mẹ giờ chỉ vì bọn này đéo đồ chết đấy. Thế thì hai anh đi loot để em canh nhá. Ôi anh em cứ tránh voi chẳng sống mắt nào, anh em đi thẳng vào xem có loot chỗ nào. Mà khu này nó nghèo có tiếng đấy. Khu nghèo có tiếng. Khu này nghèo vãi lồn luôn. Cái gì mà gà ăn sỏi nhờ? Chó ăn đá gà ăn sỏi. Chó ăn đá gà ăn sỏi. Khu hẻo lánh á. Đây, bầu ti ngay gần đây này. Bầu ti kìa. Anh dụ lên đây. Đó này, em vào đây này.
À đây đây đây, đây. Team nó team team. Team đây. Bây giờ được có 3 cái móc đầu tiên đây này. Không có móc đâu nhá, từ từ nhá, từ tốn nhá. Ở đây anh ra một mày đã. Đạp 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 chơi tiến bộ mà, chẳng lẽ chơi mãi đéo tiến bộ chửi giò chứ. Có canon tím này. Canon tím thì không cần lắm. Anh Khang đánh hay VL, anh Nam chỉ bốc phét thôi. Mẹ quả đấy, ai anh em xem ai cứu thằng nết. Anh Đạt mà. Anh cứu thằng Đạt đi đánh nhau, nó bảo dí cuối cứu mày. À, tao mà không tình cứu cảm anh em. Em có chấm máu mà đánh nhau vãi lìn. Đi sát thằng này không mọi người? Giết mẹ thằng Bounty đi. Nó té lâu quá rồi. Đường nào mình cũng vậy mà. À, giết đi. Ta còn hồi sinh. Có lấy hồi giáp với máu ở Khang Nết đây. Có rồi. Hồi hồi cho đủ đi. Nó vách còn chưa hồi mà đủ máu mà. À thế à? Cái cam nó che. Rồi. Đây, cho bạn em này. Thấy rồi, thấy nha. Đéo này, máu tôi tự cổ phiếu đấy. Mẹ nó. Không sao hết, em chơi được. Bốn ti à? Chúng mày. Nó hóa nhá. 3 được 1. Hay quá anh Nam ơi, em bắt được 2 rồi. Đấy, em của ông cả đấy. Để anh ra câm lặng vào mồm nó. Con này con khác à? Ô sao lại tăng hình? Bắt được 2 tiếp này. Ơ, rớt 1 rồi. Ai da, bị bắt đi. Không sao, không sao, không sao. Rồi chạy được nhá. Địt mẹ vừa bảo chạy được cái nó bắt tiếp. Thôi đi rồi. Hồi xin đi. Đấy, mẹ tôi đều đánh tử tế cái thằng biết nó chết ngay. Quay lại đánh luôn. À, địt mẹ mấy thằng này. Đúng lúc nó có ulti của con Matari. Để đếm xem, em chết rồi, khoan đã vào. Mà không hồi dụ về chỗ hồi sinh thì em mới sinh ra được anh. Thằng Đạt vào chết mẹ rồi. Hay quá anh ơi. Ui hay nhở. Rồi. Cố lên làm anh ơi, làm nốt đi. Từ từ. Nhìn đã. Đó là cứu, nó cứu, làm anh ơi. Cứu này. Thằng ơi quay lại chiến em ơi. Ok, có bị em sao ấy. Ui, đau quá. Tôi đi rồi. Ok. Sao em hông mấy lần luôn mà đéo được ấy. Thằng kia nó cứ spam chiêu của đau ấy. Địt mẹ cay thật. Nó đỡ bằng thuật trái đúng không? Mẹ ba thằng ôn này. Thôi lại nào. Không nó spam hâu chuột trái ấy. Mình đéo làm gì được đó, mẹ cái đau nó khó chịu đi. Còn mà em nhớ là em bắt được 2 con luôn mà. Thế rồi sao trên tay em chỉ có 1. Mình còn cứ tưởng mình thoát được rồi. Trên tay mày 1 hình như là do nó tăng hình ấy. Em chơi con tinh cho. Em à. Em chơi được con nào khác không? Được. Bạo cát là con... Con gì được, bạo cát được, anh đánh con gì chả được. Ở đây chơi, em chơi con đấy cho. Anh Nam chơi tiên 2 đi. Thử lâm á? Ừ, được, đánh thử lâm được. Anh em đéo thử được. Được. Để em đánh Takagi cho. Ừ. Takagi á? Thế là con khác. Đánh con khác đi, đừng đánh Takagi. Takagi em full ấy rồi. Full level rồi. Không thì được. Mày dùng cái chiêu V2 ấy, cái chiêu mà ném lửa liên tục ấy. Ừ, em biết rồi. Chứ còn không đánh mấy chiêu kia, đánh solo thôi. Đây team khác hay sao ấy, team vừa xong thì mẹ. Cái thằng đồ bòi kia nó cứ hâu chuột trái đau, mẹ ghét thật. Lợi ích của việc chơi đau đấy, ra chiêu chậm là nó có tích stack ngon mà. Nhưng mà nó cứ nhả được thì mẹ không cái nào đỡ được mà. Chỉ có dùng chiêu đỏ thì đỡ được, nhưng mà mẹ, lúc đấy là đang mình đang hâu chuột mẹ rồi, đánh loạn. Xanh một pha mà nó đơn, nó ngắt được á? Bro à? Ngắt thì nó dùng ship. Mà nó đánh thế nó bộ đồ lắm. Kiểu nó biết chơi ấy, nó đang hâu xong rồi nó ship.
kiểu cách để lừa đấy, lừa đối phương đỡ vất là nó lại chém thường mà. Bọn đấy đánh đầu tỉnh ấy. Mình đi xuống khu mỏ. Chạy luôn à? Chạy luôn hay đá bọn này? Trước mặt của mình có mấy cái nhà đấy, mình đá vào tạm một hai cái nhà lấy cái móc kiếm là chơi, còn không thì thôi mình xuống thẳng khu mỏ ấy ạ. Bây giờ mình chơi theo kiểu đi loot đồ đấy. Khu vàng. Mẹ, skin tôi hơi đẹp đấy, chưa bắt giới phiên bản lợn tai xanh. Bao nhiêu cái top 1 như Thiếu Lâm rồi đấy. Ôi thằng nào có thằng nào có bộ gì trong em này. Trông vẫn như Ngộ Không đấy. Nó đéo cho chỉnh màu râu nhở. Ôi mặt mặt mặt, dâu nhỉ? mặt thằng này chưa giống khỉ. Mặt thằng này giống BD khỉ hơn. Trông nó với Nam ấy có chơi một lực ạ. Đây người ta đẹp này mà. Tai to mặt lớn này. Skin đẹp phết nhờ. Skin nào? Skin của anh ấy. Con này có con có quả skin đầu tiên đi. Ở ra hai cái skin này, nếu hiểu đen vẽ lìn. Thế là được được cái đấy, được cái gì nhỉ? Chỉ. Chỉ đây. Có vẽ lìn. Nó đi về nhìn thằng Đạt với cả thằng đấy đi về úp lưng vào nhau ạ. Đây rồi, anh lấy được cái thương xanh trước đó rồi. Simus. Trước mặt này. Đây có đồ à? Còn mẹ nó cứ bỏ chạy thôi. Bọn này không đánh à? Anh có giáp, có vũ khí rồi. Đi vào khu vàng đây, đi vào khu vàng luôn. Bọn này đèo đánh thôi. Chấm đấy, chấm đấy. Ê à? Nó đánh anh ạ. Ôi, mẹ thằng nó chúng tôi à? Thằng ra đánh nhá, cố gắng chịu đựng nhá. Ôi kìa, đi con mẹ em trượt. Điều thế nhở. Đi rồi. Ok. Đỡ trượt hai phát kìa, đi mẹ điêu thật đấy. Em bị nhầm con này là con tên ai nên em bật chuông lên. Cay thật. Rồi không sao. Đi vào luôn, đi vào hầm luôn. Vào trong đi, vào trong đi, nói chứ. Vào trong đánh luôn. Đỡ trượt hai phát điêu đéo chịu được. Một tí nữa. Đéo anh nghĩ là cái phát đỡ sau anh trượt được cơ đi mẹ. Dị thật. Một tí nữa là gỏi hết chung nó rồi, là đánh bình thường mà. Thì nó dễ như thế mà mình đỡ trượt thì mình mới thấy ảo đi mẹ. Nó cứ spam cái hầu chuột thôi, mẹ dễ đỡ với lìn mà đỡ mẹ trượt phát sau. Cay thật. Đéo tin là mình trượt được phát đấy. Dễ bắt bài với lìn bọn đánh. Rồi, đi nhặt đồ đây. Mình còn nhặt được vũ khí trước đó mà đéo bắt được. Quả đấy có đại đào thì hai thằng đấy chết chắc luôn đấy. Em còn nhầm F của Thiên Hai, em còn bật lên cơ. Cay thường từ vẫn đang đánh Thiếu Lâm à? Đúng rồi. Mãi nhìn sau mới thấy mình còn chưa bật chuông mà sao. Như con đấy anh đánh anh vẫn thích cái F1 F2 đó. Cái F2 mình chưa biết dùng thôi. Cái còn... F2 của nó là như kiểu là chuông của con đấy thôi. Vũ khí. Chuông thôi, chuông của con. Hút vũ khí. Hút vũ khí á? Đệt mẹ mày. Cái đáng chó à? Gì nữa. Đệt mẹ mày. Đến đây. Thích thì đánh luôn. Anh Đạt đây, em có ngọc cái đấy đấy. Chém chết con mẹ đi nhỉ. Ôi nổ hóa. Chạy nhanh rồi, nó hết hóa rồi. Ơ địt. Địt ra cứu con Đạt thì để mình nó bắt. Ôi, khó. Ừ, bắt rồi đây, từ.
cố hết sức một tay mà mình có đồ ngon ngon hơn là đem nó ấy mà không đồ ngon. Địt con mẹ đéo kịp hóa kìa. Ôi đèn thế. Hết gai luôn. Cày hết gai luôn. Đấy, lại cho tôi mê. Bây giờ này là giới mythic. À, bọn này toàn streamer đấy. Streamer mythic đấy. Bọn này danh chắc phải cáo phết đấy. 3 đánh 1 thì nó khó hơn bình thường mà. Làm nhân vật Yotohime cho nó đẹp vậy. Mẹ cái con này tôi dùng đao thì nó vô địch mẹ luôn. Vi béo thì mẹ mồm đi. Cứ để chửi ở trận cơ. Mình đéo kịp hóa mình ra thì mẹ nó bắt được luôn. Còn tí máu á. Anh Nam vào xem cái clip này trong group này. Đi tự trong buồn cười với Linh. Đâu? Em post được ngoài cái chat ấy. Ai biết tip này không á? Không, cái clip em gửi mà. Mày gửi đâu? Ở ngoài cái chat này. Kênh chat. Như là cái katana đấy, học theo luôn anh. Kênh chat của anh ấy. Kênh chat của anh á. Đúng rồi. À, mẹ cứ tìm ở Discord. À, thế nào? Ôi. Ôi. Con mẹ hack. Tung chán với Lìn. Con mẹ hack on hit ạ, là cho anh em xem này. Chơi này thì chơi bời đéo gì nữa. Hack không phải on hit mà là kiểu gì? Vừa on hit lại vừa di chuyển nhanh. Xem. À. Nó còn bá hơn cả cái nhìn C chuột phải của dao găm với cái ấy. Katana. Mẹ. Nhờn. Xem cái gì đấy? Đây là chick hay là gì? Nó hack. Hack mày à luôn anh ạ. Đây là hack chứ đéo phải chick. Nào được đéo anh chơi được. À, cho tôi mẹ. À, cho tôi mẹ mình vẫn chưa mở được ấy. Ơ, à, chỗ tủ anh này. F5. Cho tôi mẹ mình vẫn chưa mở được. Tí phải xem cái bộ con này đây. Tủ nhà anh có tủ nhà thằng nào đèo kìa. Tủ nhà anh không phải sợ, chạy ngay thấy không, mày không? Chạy ngay. Trừ mấy thằng nó đá stream anh thôi. Em hiểu không ở Khang Nết? Ừ em hiểu. Đó, hồi này em không đá. Có đi. Cứ phải nhấn mạnh cho mày về cái đấy, không mày quên. Mẹ mày buông tay luôn ạ, chán thật. Em ngồi chờ anh mà, chờ anh khoảng 2 giây, chả thấy anh di chuyển. Biết đến đả ra nhỉ? Thấy ngồi anh ngồi chờ. Quả đấy là người khác thì là đứng kiểu chạy đi chỗ khác để nhặt đồ đấy. Chỗ mày mới vội vàng mày giết anh được thôi. Đấy, chỉ có Khang Nết đá thôi, lúc đấy em có xem. Khang Nết chia màn hình thành hai anh ạ. Đấy. Mẹ bị anh em bóc phốt luôn. Câu riêng thằng này solo nó không đá stream thì làm sao giết được tôi. Ấm thế nhỉ? Khu này khu tủ của anh Nam biết thế nào? Khu này toàn đồ ngon luôn. Anh còn biết chỗ nào nó có vũ khí nào luôn cơ mà. Ôi giời. Nhà bác anh bảo tôi còn đéo biết. Ở trong hầm mỏ nó có một cái chỗ đéo gì ấy. Cái lỗ chó khăng đấy ạ. Chui vào đấy có một cái ụ vàng. Vào đi anh. Nhà anh không biết chỗ nào, thấy hội thằng gì nhỉ? Thằng chicken cả thằng grip nó hay vào đấy lắm. Mà mình đem nhớ chứ. Anh xem được à? Thương tím này. Không nhớ. Katana tím ai chơi không? Kiểu thấy nó. Em không chơi katana. Cũng được, đưa anh được, để anh chơi được. Đây lấy cái đây anh cho mày cái katana khác này.
Không, không cần, em có thương tím rồi. Ừ, anh lấy lại. Giờ thì tìm xem. Ừ. Giờ tìm cho anh cái viên ngọc katana vàng đấy, đủ bộ. Ôi, khôn đấy. Chỉ cần thấy thôi. Thề luôn, katana xin vàng thì ai chơi được katana ấy. Xin nốt cái đồ đấy thôi. Đéo xin thêm gì luôn. Thề. Có ngọc katana vàng thì ai chơi katana luôn. Địt mẹ mày khác lồn thì hồi này không thấy Hoàng Cần No, tại vì anh online toàn chơi trò này, không gặp Hoàng Cần No. Ê, Hoàng Cần No vừa mới comment bên em xong. Bảo anh em như kẹt tình nghĩa sạn non à? Không, nó bảo là anh đánh hay VL, hay hơn anh Nam. Ừ, thằng ấy thì mẹ đéo bỏ được cái tính định hot nhỉ. Thế à? Ừ, nó vẫn bốc phép này. Hay nó bị đuổi việc vì định set đây, nó bị lộ đây. Hoàng Cần No nghe quen quen nhỉ, trước có chơi cùng em không? Nó hay kiểu chơi dịch game kinh dị cho anh ấy. Mấy con game dị tiếng Anh đéo hiểu, toàn gọi nó vào nó dịch cho. Cung xanh, cung trắng. Rồi, ngon rồi. Đồ đạc này ngon rồi, bây giờ đi cải thiện nốt ra. Có cần tới sở chim thần chúng em dịch cho không? Vậy liền. Phiên dịch viên. Tiếng Việt ra tiếng Việt à? Biệt cho một tiếng khác chứ. Ngồi không hiểu. Lại mỗi thằng nói một chuyện mà vẫn cứ cười với nhau. Ra vẻ là hiểu. Nhiều anh luyện được cái này lúc mà combat mà mình không bị cuống ấy, ngắt nhịp ấy. Combat mà chạy kiểu chạy nhanh ấy, xong cứ combo lỡ tay ấy. Chắc buồn cười với liền. Rồi đánh nhau này. Ra cho anh đi. Đồ đạc lởm quá đi mẹ. Bắn thêm hụt kìa. Đâu, anh em đi ở trên drop tên đúng rồi. 14 móc, gần đủ à. Từ em thấy một ulti xài rồi. Đâu rồi? Anh có thấy chúng nó? Có, đây cứu đây. Bắn lên đây, bắn lên đây. Đồng vẫy lìn luôn đấy. Hết 1 rồi. Ôi, nó hóa nha. Phá ulti tiếp rồi. Bắn được nha. Nó lại chuẩn bị gục đây. Hết. Ôi địt con mẹ. Hết cung rồi. Đánh nghe. Xuống đánh luôn. Quát. À, sau lưng anh Nam này. Đây. Thằng này yếu rồi này. Đây, chỗ này mấy thằng này. Quan đã vào, vẫn còn 2 team nha anh ơi. Chưa chưa biết nó hồi sinh đâu. Bình tĩnh nha. Ôi nhiều tiền quá. Lúc sau đây. Follow anh Nam kìa. Đây, chạy ra ngoài bắn. Một thằng này. Bắt được nha. Nó cứu bạn đấy. Chạy đâu rồi, địt mẹ chạy nhanh thế nhở. Nó cứu bên trên này. Bắt đây, không, nó cứu thằng này. Đây. Địt mẹ đéo kịp cả, rồi khăn nếp thì nó đi. Chết rồi. Đéo nhìn thấy đâu cả, đéo nhìn thấy đâu luôn đấy. Nó té mẹ rồi. Tiếp một thằng nữa rồi nhá. Ok. Đây còn thằng nữa đây. Bắt lại. Rồi xong rồi. Ui tưởng như nào. Đéo nhìn thấy cái gì luôn, chỗ này kiểu nó hẹp quá ấy. Bọn nó chạy ra ngoài bắt là mình chém đéo trúng luôn. Cứ sau bức tường là đéo làm gì được. Bắt luôn. Em chưa có giáp, chờ em tí. Con mẹ chạy đâu nhanh thế nhở. Điên không? Chạy tồi lại. Còn thằng này nữa thì phải. Đây rồi. Đây, con cu Dumi này.
Rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Ok. Rôn cùi thế. Này hồi sinh luôn đây, chơi lại luôn đấy, lão thật. Katana tím lấy này. Mẹ spear đi. Lấy mẹ spear cung này. Chờ tí đi mẹ. Anh em ấy ấy nốt đã. Nốt đây, nốt nốt đây. Có đứa nói anh chơi gà sử dụng. Ba nói. Bọn này nó không biết thế nào là giỏi, thế nào là cái. Em vẫn có ulti. Anh không ulti nhá. Xem cho anh có hồi giáp hồi máu không? Hết sạch mẹ rồi. Em có đây, em có. Ở đây trên này nhiều xác, anh tìm lại được. Rồi, có thằng lại tìm cái chết kìa. Rồi. Mister quên mất mình chơi full ngọc đan, đi con này chơi full ngọc đan. Nó nói đúng sao ban. Đấy, thêm thằng đấy nữa, ba nốt. Cho anh em qua kênh tôi mà nói. Cho mấy anh em sang kênh người chơi giỏi mà xem nhá. Lo số quất rồi. Đây. Lo số tí kìa. Này thì vào hùa này, vào hùa này. Vào hùa hủy diệt luôn. Xem cho anh còn ngọc đam không? Anh hai katana tím rồi. Đam 1 rồi anh. Đây em có 2 viên ngọc đam 2 này. Đam 2 đây. Đã. Lấy đam 2, ít nhất đam 2. Bao nhiêu phần trăm là mắc? Không biết, hình như 15% mới sao. 15% á, thế này sợ thừa không nhở? 9, thế là 18 rồi. Rồi. Anh 25 ấy. Anh tự cộng đi. Ngọc 1 là 3%, ngọc 2 là bao nhiêu? 4,5 cộng 4,5 là 9. 4 viên ngọc 4,5 thì là 18. Chẳng biết mắc không nhở? Spam là ban. Em anh nhìn ở dưới cái bảng ngọc ấy, có một cái bảng gì gì đấy. Ôi anh vẫn đéo có hồi giáp. Đây mua này. Đâu đâu, chỗ mua đâu nhỉ? Đây, cái chỗ em đứng này. Ô đâu đấy, còn này. Lên đây cho em 2000 để mua bùa. Đây. Ok. Đâu, chỗ mua đâu? Sao anh? À, đây, thấy rồi. Giấu nhìn thấy luôn. 15% rồi à? 15% thì bỏ bớt một viên ra. Nếu như em không nhầm thì là 15%. 15, anh em đang ở 15. Đấy, trả anh viên. Anh thử cộng vào xem. Full rồi, anh full rồi. Bắt đi. Full rồi đúng không? Nghèo quá. Một ngọc vàng là mắc luôn à? Ui, hết mẹ tiền rồi. Anh mở full túi là hết tiền rồi. Tiền anh lấy làm gì nữa đâu. Giờ đi kiếm ngọc với cả kiếm hồi giáp hồi máu thôi. Anh xem ở đấy kia kìa, đâu xem đâu. À 15 là mắc dưới... đúng rồi. Rồi thấy rồi. Thấy dòng đây rồi. Giờ mới biết. Màu vàng là mắc. Mấy lần trước có biết đâu. Mấy lần trước tôi cứ kiểu mặc lên người ấy. Bông ti này thế đâu. Anh muốn ti nhá. Đây đang gần đấy rồi. Ok, em đi ngược ạ. Nghe thì em bị thu hút bởi tiếng thính quá. Anh em chờ tẹo. Ok, rồi. Em ở gần nó đây. Nó đón trước mặt em này. Rồi, anh bắn cung chúng nó nhá. Đao tím nằm mấy cơ chơi không? Ba thằng này. Nhà đây. Đao tím này. Cún ti nha. Chúng rồi đấy. Hết. Có thằng không ta nữa. Nó tắt hơi ngay, tắt hơi ngay. Nó hóa. Đứng lại. Ôi, cái điệp cái con mẹ. Sao? Đứng để đi bắt tiếp khăn đây. Ok anh ơi.
Đạt 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 có cái F2 thì đá vào mồm mồm Thiếu Lâm là xong. Nó hóa về này. Ok. Ôi. Ăn phát phản mới là hơi đau ấy. Hết một này. Rồi xong rồi, hai này. Đủ rồi, hết rồi. Đây. Giáp tím ở bên dưới, xác bên dưới. Biết bọn này có hay không? Ngon, đống tiền. Đây, giáp tím ở dưới này này. Okay, ôi, full này rồi. Chơi toàn cái Mile đi. Kiểu bên bạn thì biết mình đang yếu giáp ấy. Ship cho mình đầy đủ đấy. Anh thiếu hai cái hồi giáp nha. Rồi, đủ luôn. Nhiều ngọc đam thế mà phun mẹ rồi. Bây giờ đi kiếm ấy thôi, đi kiếm ngọc vàng thôi. Có 13.000 này. Mua mẹ bùa đi. Đây, em có 9.000 nữa này. Không biết là còn bùa hay không thôi. Bọn đấy có giáp tím không nhỉ? Có một cái anh ấy đã okay. Có ai thiếu giáp không? Đang có 7 giáp này. Anh thiếu giáp tím thôi. Rồi giờ lại chờ hồi ulti thôi. Ôi hết rồi. Ok. Bọn nó mua hết rồi. Ngọc vàng cung này. Bow skill. Thế để em bắn bow cho. Bow này có bow tím này. Ok anh ơi. Trả anh bow xanh. Lởm ấy nhỉ. Vẽ katana ngọc này thì lấy làm đéo gì. Đây ngọc này là counter thì hồi máu à. Đam 15 thủ 30 máu 45 50 à. Thôi đéo cần. Này. Mày nick Nono của mày là gì mà sao để ông Nam chặn? Thằng nào đấy? Thằng em. Mày chết. Ai bảo mày vào mày hùa? Mày chặn có một ngày á. Không, anh chặn 7 ngày. Ai bảo mày vào hùa đùa với thằng kia à? Đâu để anh mở lại cho nào. Thành tâm này. Ôi mình có 15.000 tiền à? Mình nhìn nhầm bóng đấy. Đấy, bỏ rồi. Ô. Giả tù. Gì ta? Bắt con mẹ bùa luôn, cay thế. Mua hết rồi. Không, em mua cái bùa 12.000 từ hồi nãy đấy. 12.000 á, 12.000 là cuối mới dùng mà. Không, 12.000... Ôi, đây đánh nhau này. Ai bảo chúng mày vào hùa với nhau. Đây có mấy team anh ơi. Đây, chờ. À, cho anh à. Thằng ấy yếu đấy. Còn mẹ nó chạy nhanh thế nhở? Đuổi luôn. Ok, mọi người tiếp đi. Đi đây. Khang có chạy được không? Em chạy được. Mới mất em cứ tưởng là anh Thiếu Lâm, mẹ cứ đi lẹ. Rồi xong rồi. Chạy làm sao được? Ôi giáp tím luôn, ngon. Thương tím bây giờ. Đây này có một team. Anh bắt con Yotohime đúng không? Ngọc này ngọc gì nhở? Được thế đúng rồi. Thế còn một team nguyên thế này. Team có Kurumi bảo sao em chặt nó gần chết rồi mà. Thế là sao nó đầy mẹ. Nam đang hơi xa. Đây đang quay lại. Đéo biết dùng ngọc Spear gì nhở? À có ulti nhá. Hồi kịp bữa này. Em 12%. Đuổi luôn, thằng đấy là đuổi luôn, yếu là phải đuổi. Chắc đấy, là tự nhiên mình chém ớ phát. Thoi thóp à? Thoi thóp mẹ, tự nhiên nó đang vận chém mẹ, tự nhiên thấy thì mẹ kiếm khí bay mẹ vào một thằng chết. Địt. Nó ngã mẹ ra. Tự nhiên ớ. Thế xong nó bay đi tiếp. Tự nhiên nó lao vào khí. Thằng ấy nó vừa hình như là có con nào nó tàng hình cho nó hay sao ấy. Thính này. Nãy em thấy có một thằng bên đấy nhưng mà em không đuổi theo, em đuổi theo bọn khác. Có lại, tính có lại là. Tính nhanh rồi.
Kìa, chúng nó ăn kìa. Bắn tên kìa. Chúng bắn lại nhá. Chúng bắn nhá. Má, 12 thằng. Ơ, tạt cánh lên mình như này. Em thấy không? Nó leo cây nhá. Nào vào đánh mà thì anh vào luôn này, anh có ulti này. Em bắn nó thẳng thiếu lâm đau lắm đấy. Mất hết giáp này. Đây, để anh bắn vào tiếp này. Vào đây, chui vào đây. Chui vào trong nhà nó đây. Rồi, thôi. Bọn nó đang đánh nhau với cả chính xác kìa. Thì mình ấy, tìm mình. Nó dùng ulti của con này rồi. Của con tăng hình rồi. Lùi đi. Không có rep rune nhỉ? Cái đấy thì hiểm lắm. Cái cung này đã có rep rune mà em thay lâu quá. Không có cân đâu. Bắn thằng thiếu lâm là Tia nó chạy mạnh. Xa rồi. Anh em mình cũng đang nhìn về thính nhá. Thính vàng ấy, khả năng là phải đánh ấy. Không, thính vàng này em nghĩ là chúng nó sẽ vứt vào thôi. Rồi, vứt vào rồi. Biết ngay. Rồi, bỏ đây. Lùi. Thoát sau được vàng. Em mới sửa đồ mới được. À đây. Hết chỗ phục binh đúng không? Còn một chỗ đây. Ngoài bò à? Ngoài bao một tí thôi. Đây anh trèo đây có gì thì mày bắn nó ăn thỉnh. Có hạt defense này. Ăn nào chờ. Okay. Đây một tin này. Mày bắn tao á, dấp xanh nhá. Con mẹ chết hết ạ. Anh à. Chỗ anh này. Mẹ nó được búp rồi. Đây à. Em bắn nó đau lắm rồi đấy. Chúng rồi này. Hết giáp này. Khoan đã. Ôi bị bắt. Mẹ. Thôi nó chạy con mẹ vào ấy rồi. Cứ mỗi lần mà dùng con này là bị. Đã chết à? Em chết, cứu được em đấy, cứu được đấy. Chúng nó vẫn đang bắn mình nhá. Để em cứu cho anh, anh cứ hồi máu đi về ấy đi. Rồi, được. Nhìn xem mà được. Đi, mẹ nó bắn mục kẹt à? Trên này. Từ, em hồi máu đã, Cầm 120, cứ hồi đây, để ý nó thôi. Đéo bao giờ bắn trúng luôn, chạy luôn. Thế đấy rồi, em bắn con Zotoy mê gần chết rồi. Mà đéo có ấy. Tầm mày lôi mẹ đại đào vào chơi mà đéo co. Mày quá thì mẹ mày đang ấy đi. Nhớ bố mày nhá. Mày nhớ bố mày đấy, mẹ mày. Mày nhớ bố mày đấy. Mẹ mày luôn này. Thì mẹ nó có con Kurumi đứng ngoài bút máu rồi. Ở đây không thằng ấy. Bên này có mấy. Đây em thấy. Rồi anh em mình bị kẹp ấy. Ôi. Bọn tao hình rồi. Để đang nguyên team vậy, anh nào đây. Bọn này. Địt mà nó có con cá nông đẩy. Kinh quá địt mẹ. Cá nông bắn đau quá. Nó bắn đau quá. Svete ga hakai sareru no o toku to. Mẹ mà đến nơi nó đang tăng hình mới đau chứ lại. Anh đang ở xa nhá, từ nhá. Ok, mình ăn cái thính trước mặt đấy. Ôi giời, chạy. Thính vàng ấy. Đéo dùng người nữa. Đéo dùng vũ khí tay dài nữa. Ôi, đằng sau nó có người nhá. Cần nó bị kẹp rồi, tại vì đứng sát bo đấy. Ôi, đéo thì hai hướng này. Xuống hẳn đây đi. Đây, con. Em bắt được một này. Rồi, cứ chọn một team đánh luôn.
Ui đi, con mẹ đéo phải bột đấy nhỉ. Chạy. Chạy. Còn mẹ đợi trượt. Em bị đánh như thế này rồi. Anh cũng bị hai thằng bắt rồi. Ai, địt con mẹ. Sao em đang có một thằng đang loot. Ui, chỗ đéo là cũng có người luôn đấy. Em ở trong bo luôn nè, anh đang cứu được em. Nếu như mà team này không đánh. Rồi, anh ra cứu đi. Phải hai người cơ, hai người cùng up mà hai thằng này thì mới cứu được. Thôi rồi. Đéo chém rồi. À trời, dưới này đang có hai team đánh nhau, đừng có xuống nhá. Em chết rồi. Hết mẹ hồi gian. Khó chạy quá nhở, địt mẹ. Nhìn này. Bên này. Em nghĩ là nên nhìn về chỗ xác của em ấy. Xong rồi vét một thằng vào đấy. Khó đánh quá. Thôi đi về phía đây ta đây. Chạy về phía đây ta. Đây rồi. Phía nào cũng có team ạ. Địt mẹ. Có mà giáp, có giáp. Mày hết giáp đúng không? Anh hết hồi giáp rồi, mày còn không? Anh con mẹ rồi. Ui. Ui, chết luôn ạ, địt mẹ. Ba luồng kiếm khí luôn. Cày. Rồi, nó trận nghỉ nào. Mẹ, ba luồng kiếm khí vào mồm. Của đấy kiểu cái khu đấy đông quá ấy. Đéo biết anh em mình đang đánh team nào nữa đi. Đéo kịp đỡ luôn. Sao quả đấy dám anh em chu lên trên cây khi là sống. Rồi, bye bye Khôi Nguyễn nha. Mà cứ tưởng là có một thằng lẻ đéo. Ờ đi mày, mày bắt là thằng đấy lỗ ở team khác. Xong rồi anh đánh cả hai thằng ở team khác. Kéo anh đánh với cả hai thằng bạn nó. Mà cái kiểu địt mà cứ hâu kiếm khí ghét thật. Đỡ một phát thôi là bọn này đi luôn. Thiên hai vậy. Quen đánh thiên hai bây giờ vậy, cứ bấm F để đỡ. Đánh thiên hai đi, anh lại vai Phương Ninh nhá. Ok. Nào, anh em làm trận top 1 cuối nào. Bye bye Việt Hoàng nhá. Bye bye thằng Khôi Nguyễn chứ. Thằng Việt Hoàng cũng đi ngủ. Nốt trận rồi. Nốt trận tôi đi đào coi. Đào coi á? Ờ. Coi đào. Chắc coi đào giếng. Mình có một máy thì mình đào ít thôi. Mỗi ngày làm được tầm 0.5 coi thôi. Làm thâm củ. Còn mẹ một ngày mà đào ra 0.5 coi tầm này livestream mầm đéo ấy. Thật livestream thế nào nữa. Ơ ấn tắt mẹ. Không phải một thôi. Đách thẻ livestream à. Ngày làm được 0.5 coi ngày cho chị ăn với đi thôi. 0.1 là bao nhiêu nhỉ? Một coi bây giờ là bao nhiêu? Một bit. Coi bây giờ là ớ 50. 50 đô thì chả 50.000 đô. Là trăm củ đúng không? À 1 tỷ ấy. 50.000 đô là tỷ mấy mà. Ờ. Đấy, ôi giời. 500 củ cho nó cho tiền. Ờ, mẹ vãi đái nhờ. Ngày làm 50 đấy thì ngày làm một bit. Nửa bit. Được 0.1 bit. 0.1 bit. Hai anh em đều chơi con đấy à? Em chơi con thiên hai, anh Nam chơi con gì đấy? Nam chơi con Phan Minh Đinh. Ờ cũng được, chả ra cả. Anh em xin chồng. Chia nhau ra chứ. Ừ. Người này ulti thì người kia chờ một tí. Nhưng mà chúng nó ghét lắm ấy. Ngô Việt Thông nãy em cùng bo với anh à? Úi dồi ôi. Thế mà chả tin lắm. Vừa chạy xong ấy, tưởng hết ulti ra lại đấy. Anh lại đi về cái khu quen thuộc của anh để loot đã. Lấy Ngọc
cung ngon vãi. Ơ ai bắn đấy? Bị bắn à? Có tiếng bắn anh ạ. Chịu nhá. Đằng xa nhá, đằng xa nhá, tại vì có một team trong mỏ, có một team trong mỏ đấy. Có một team thôi. Một team thôi nhưng mà mình chưa có đồ. Thì mẹ ít nhất là một cái vũ khí trắng nữa được, một cái vũ khí và một cái giáp mới dám tự tin quậy đánh nhau. Nhưng... Có nỏ này, có nỏ xanh này. Đấy rồi, thương xanh rồi. Cụ vàng. Lại katana xanh. À, có multi, Ron. Nhận liền. Tuổi trẻ, chưa trải sự đời. Nghe cái tên có vẻ dễ nuốt đấy nhở? Gõ gàng. Tuổi trẻ mới là khó chứ mình già rồi. Mình giết bằng kinh nghiệm. À, đéo còn móc kiểu à? Là, kiểu năm nay 16 tuổi nhưng mà có kinh nghiệm 10 năm trên Alaka. Thôi thì vãi lên đó. Mình phải đổi tên thành lão làng đó. À, lấy mẹ Ngọc Đam thì cần đéo Ngọc Thủ. Nó còn em này. Đây. Nhưng mà nó có bạn. Anh đang ra, anh đang ra. Lút sắp hết cô này rồi. Chờ tí. Đuối lắm. Hơi bị đuối tí bởi vì có hai bạn. Mẹ. Xa quá. Đang ra. Mỗi chỗ một chút nữa thôi. Ôi dồi ôi. Rồi được rồi, cứu ba thằng ạ. Ba thằng hả? À, có một thằng ở đây em bắn yếu lắm ạ, em đánh yếu lắm ạ. Thằng Bouti ấy, nó đang heal à. Một vài vận linh 2 thiên 2, vãi cả lồn. Thế thì khói lắm, khói. Nó đi chưa? Thưa anh ơi, nó vẫn đang lút được xác em. Được rồi, thưa, đi hồi sinh đi. Khó quá. Thưa nó ngoài. Trời em ơi, ulti cho nó đây. Mày hồi sinh đi. Đây em hồi sinh, gần em luôn này. Ra đây. Mắt tôi nó vẫn được xác em ấy, chỗ chấm ấy. Mắt tôi hết tím rồi. Mày anh sắp có ulti chưa? Chưa có. 62%. Chắc chắn nó có ulti trước rồi. Em có ulti rồi. Ok. Mày bị quay. Chắc là cái thằng Bouti thì mới có ulti trước thôi. Nó đánh em nhiều hơn. Ra đây. Nó đang ở dưới rồi ta. Ok, thấy rồi. À đây, trên này. À thấy rồi. Bắt thằng Bouti trước luôn này. Mày em có chó này. Đỡ với chúng tôi á? Đỡ với chúng tôi á? Hay à? Ổn tin nhá. Em chết rồi. Ôi hai thằng lố cùng hóa. Phật mẹ chúng mày. Tôi thế rồi ai chơi? Địt còn mẹ em bị bắt kìa. Sao thôi, nó còn đấy, con hồi sinh. すべてが破壊されるのをとくと見よ。 Con mẹ mày chơi thế đi. Đeo ai chơi lại chúng mày. Chờ đi. Em có ulti. Mẹ đắp trắng mới đen chứ. Anh hết ulti rồi nhá. Có một thằng yếu lắm ở trong hang ấy nha. Rồi. Giết luôn này. Còn mẹ em ấy. Nhờn chúng tôi á. Rồi ok. Kiếm một người. Anh cứu đây, em có con tim ở ngoài nhá. Láo à. Hồi giáp các kiểu nhá. Không có đồ. Này có hồi giáp này, cầm này. Đây. Ok, được.
Rồi, mình đéo chạy kịp rồi. Ơ, à, sao thằng này tun ít nhở? Nó hình như rồi, là... xong rồi. À, V2. V2, V3 gì đấy. Ừ. Tiếp, nó có đánh anh không? Nó xong rồi, nó chết rồi. Nó còn. Đây trên đầu này. Nó gần như là không tun luôn đấy. À, tìm khác. Ở đây, thằng Boti đây mà. Rồi, xong rồi. Bắn đâu nhở? Đây. Nó định cứu ai? Đi con mẹ. Cầm nặng này. Tốt. Thằng nào rót, rót từ trên xuống ấy. Em đếch biết đây đây. Đây đây, phía này, phía này. Anh Boti này. Đi con mẹ. Đây em hoàng đi luôn này. Ôi, Boti nó. Ôi, nó tăng hình rồi. Nó hỏng rồi. Khó thế. À, anh còn hồi sinh ra mà đúng không? Anh còn hồi sinh. Ở đây đang chạy đi. Đạt hết rồi. Em bắt được nhiều lắm rồi nhá. Bắt được nhiều thì mày cầm cự thôi, còn anh giờ anh mới đi hồi sinh. Đồ lởm quá, mẹ nhặt được cái giáp tí. Khó rồi. Nó ngay giữa chân anh này, nó xếp vào anh một thằng này. Em thấy. Đây, quay e luôn. Anh đang quay lại rồi. Ê, nó ra kìa. Hai thằng, một thằng nó ra, nó dò ra kìa. Ôi, cái điểm cũ mình nó lại ra cứu nhau kìa. Ôi. Đéo biết phải làm nào đi mẹ. Đâu quá. Tìm nó đẹp quá, cả Kurumi, cả Vipening cả. Tìm nó còn khỏe nguyên. Anh nghỉ đã, mai anh em chuyển tiếp nha. Ok anh. Cày quá mẹ. Mình tưởng nó một mình thì mẹ hoa team khác còn đứng ở trên rót xuống ạ. Mẹ. Thôi ngủ rồi mọi người. Bye bye nhá. Ok anh ơi. Bye bye hai anh luôn nha. Ừ, ngủ nhá. Rồi có gì mai tôi sẽ chuyển tiếp sau.